Hồi ức lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Buổi sáng, chiếc xe GMC của hậu cần trung đoàn chở hàng lên chốt cho tiểu đoàn 8 ở ngã ba Chóp. Đó là chốt tiền tiêu xa nhất của sư đoàn. Khi quay về, bị đại liên của bọn Pốt phục sẵn ở những bụi tre gai ở bên đường bắn ra. Lái xe hoảng quá, đâm đầu xuống ruộng lúa ở ven đường. Địa hình ở đây trống trải, chỉ lác đác những bụi tre gai và những căn nhà bị bỏ hoang giữa cánh đồng lúa bạt ngàn, đang chín gục mà không có người gặt vì bọn Pốt đã lùa hết dân đi theo. Giữa đồng không mông quạnh, thi thoảng lại toác, toác, cùng... cùng và vài viên 12 ly 7. Dẫu không trúng xe, nhưng tiếng nổ chát chúa bên cạnh làm lái xe còn trẻ, vốn chưa dặn dày trận mạc, nên nhiều phen hốt hoảng. Nó bỏ xe chạy về hướng trung đoàn cầu cứu. Cũng phải thông cảm cho nó, một thân một mình giữa đường, trung đoàn thì đã đi sâu vào đất địch, đất khách quê người, nó tẩu vi là thượng sách rồi. Đến tầm 4 giờ chiều, có lệnh từ trung đoàn xuống đại đội 21 cho đội hình tổ trinh sát ra chốt giữ, bảo vệ chiếc xe bị sa lầy, chờ tới khi tiểu đoàn 8 từ trên chóp rút về, gặp anh Tư tiểu đoàn trưởng, bảo anh ấy cho hủy xe rồi rút cùng tiểu đoàn 8 về nước theo đội hình trung đoàn. Sau này tôi được biết bọn Pol Pot làm ầm lên với Liên Hợp Quốc, Việt Nam xâm lược Campuchia, mặc dù việc mình phản kích sâu vào đất nó là một việc bắt buộc để tự vệ, để cảnh cáo cái hoang tưởng điên rồ của bọn Pot và đẩy chiến tranh xa biên giới cho đồng bào Tây Ninh giảm bớt thương vong. Sau giải phóng miền Nam, các nước trong khối Đông Nam Á lo sợ ảnh hưởng của làn sóng đỏ từ Việt Nam tràn ngập. Do họ chưa hiểu hết về sự hy sinh vì chính nghĩa của ta, nên quay sang ủng hộ Pol Pot. Thành ra, mình tình ngay Lý Gian. Phải danh chính ngôn thuận đã, nên bộ đội ta phải nhanh chóng rút về nước ngay trong đêm. Đoạn đường hơn 30 cây số không phải là quá dài đối với những đôi chân trần đã quen cuốc bộ của lính, vốn đã có thương hiệu chân đồng vai sắt đã từ lâu, và chắc chắn bọn Pol Pot sẽ bù bám theo. Khi có cơ hội là chúng tấn công luôn. Đã không ít lần do mất cảnh giác ta phải chịu những thiệt hại. Cái nhiệm vụ bảo vệ xe chở tiểu đoàn 8 về tới, bảo anh Tư cho hủy xe rồi rút theo đội hình trung đoàn về nước, tưởng ngon lành. Ai ngờ lại là một cuộc rút lui, chút nữa thì đẫm lệ các bà mẹ Việt Nam ở tận châu thổ sông Hồng xa tít tắp. Một tổ bảy anh em trinh sát lên đường, trời đã nhá nhem tối, đã có mặt cạnh chiếc xe. Hai bánh trước của nó chìm xuống dưới ruộng lúa nước với cái thùng xe rỗng tuếch. Đêm cuối năm, gió thổi ù ù trên cánh đồng, những tàu lá tốt nốt khua rản rạt, văng vẳng tiếng chó hoang tru lên thảm thiết. Từng hồi mây đen vẩn vũ, từng cụm bay lơ lửng ở trên đầu, gọi là chó hoang, chứ mấy tháng trước nó còn là chó nhà, gặp những trận đánh qua đánh lại giữa ta với bọn Pốt, chủ nhà tan tác khắp nơi, nên lũ chó vô chủ thành lũ chó hoang. Gà vịt trâu bò, xác người chết đã trở thành nguồn cung cấp dồi dào cho chúng. Trên chốt, đêm đêm ngồi ôm súng, nghe tiếng chó hoang tru lên vọng lại giữa những làn gió se lạnh thổi về. Sao mà nhớ đất Bắc thế? Nhớ làn gió heo mây đã ngấm vào da thịt, nhớ đứa em, nhớ mẹ cồn cào. Giờ đây, nhóm trinh sát do anh Lượng chỉ huy, anh người Thanh Hóa mới từ trường lục quân 1 về, mang lon thiếu úy. Anh nhập ngũ năm 1973, dáng người gọn gàng, tao nhã, vui tính, sống rất tình cảm với anh em. Nhưng trong nhiệm vụ, bố này đâu ra đấy, lơ mơ là rách việc với bố ấy ngay. Ham thích thể thao, anh đá bóng cũng khá, và cũng hay ăn thua với chúng tôi lắm. Đang có người yêu là một cô giáo ở quê, thường nhớ đi về với nhau thư cả bó. Tôi đã được đọc thư của anh, anh cũng hay tâm sự chuyện riêng tư ấy với tôi. Anh em có vẻ hợp cạ. Trong nhóm còn có ba người Hải Hưng mới bổ sung vào được hơn tháng. Đó là thằng Ngôn cao 1m8 mà lại lòng khòng, nên có biệt hiệu là Ngôn Kèo. Da ngăm ngăm rất giống dân ca. Một thằng nữa là thằng An Còi,
cả giày dép lẫn đồ đạc trên người, tổng cộng là 45 cân. Thằng Khoát sau này hy sinh ở trận đánh bờ tường ủi, và thằng Thái dáng dấp mảnh mai thư sinh. Thằng Phục thì đen thui, giọng nói ồm ồm nhưng lại hay hát, dẫu hát không ai muốn nghe. Quanh đi quẩn lại, có mỗi bài tủ duy nhất: "Xuân này con không về". Thằng này láo lịnh, sống bạt mạng, nhưng mà rất tốt bụng với anh em. Hai thằng nó cùng nhập ngũ tháng 2 năm 75 với tôi, nhà ở xã bên. Trời tối hẳn, tiểu đoàn 8 lúc này cũng đang lục tục rút từ chóp về. Tôi chạy ra đón đường và hỏi mấy thằng đi đâu. Anh Tư với bộ phận nào? Mấy thằng C6 đi đầu vừa đi vừa trả lời. Ông ấy đi với bộ phận nào không rõ. Bọn nó rút rất nhanh, lặng lẽ khẩn trương, cứ như một con chăn lớn đang trườn đi trong bóng tối. Nằm bờ nằm bụi hàng tháng trời kham khổ hy sinh, không đêm nào bọn Pốt nó người tập kích, pháo cối quật vào chốt suốt ngày đêm. Thương vong ốm đau không kịp bổ sung, cả đại đội có được bao nhiêu tay súng đâu. Ở chốt, khi địch vào có nghĩa là tất cả đều phải đi đánh hết, gom hết cả văn thư, nhọ đít, y tá được 35-36 thằng. Còn khi xuất kích được 30 tay súng cũng là ấm rồi. Có khi một B tính đến cả A trưởng, A phó, không có thằng nào là lính cả, toàn là cán bộ hết. Đêm nay được lệnh rút về quê mẹ, bọn nó sướng quá rồi còn gì, mà chả khẩn trương. Lính tiểu đoàn 8 vẫn lầm lũi rút đi trong im lặng. Họ biết sẽ có bọn Pốt bám theo nên rút lui, nhưng đội hình vẫn thứ tự trước sau, sẵn sàng dừng lại chiến đấu, yểm hộ cho nhau. Bài học xương máu mấy tháng qua với đạo quân nửa chính quy nửa thủ phỉ này, cả trung đoàn đều quá hiểu bọn nó. Mỗi khi ta đánh lớn không chịu nổi thì chúng nó giạt ra. Khi ta chốt lại, và nhất là đánh hơi thấy mình rút lui, là lập tức chúng bu bám đánh tới nơi. Mang tiếng cả tiểu đoàn nhưng chỉ ngót nghét 200 tay súng, cả quân lẫn tướng, nên loáng cái tôi đã gặp anh Tư, tiểu đoàn trưởng. Tôi truyền đạt mệnh lệnh của trung đoàn cho anh. Anh ấy vừa đi vừa trả lời: "Tôi không được nhận lệnh từ trung đoàn cả". Không hơn không kém câu nào, và cũng không kịp để tôi phân trần khi anh ấy vào bộ sậu đã đi rồi. Thật tức như bỏ đá. Rồi đến tốp mấy thằng mang AK, RBD. Một thằng gánh đạn cối tép rụt cả cổ. Tôi níu cái áo thằng Cao Kiều mang RBD hỏi lại. Nó nói rõ: "Tao là người chặn cuối cùng đây, không còn ma nào ở phía sau nữa đâu. Chúng mày có rút mau theo chúng tao không? Chớ có dại mà ở lại. Mấy cái khẩu AK ghẻ của chúng mày là cái đinh gì mà nằm lại chờ với đợi". Nói rồi nó chạy bám theo đồng đội. Lính trắng với nhau, tôi hiểu đây là những lời gan ruột của một thằng lính chiến nói với một thằng cùng cảnh ngộ. Đừng vội nghĩ là chúng nó hèn nhát, loáng cái nó đã mất hút vào bóng đêm. Còn cái bố Tư đó là lính 6768 gì đó, đeo hàm thượng úy. Bố này khá lớn tuổi, mà quân hàm đeo chắc từ thời nào rồi. Bạc vách, màu thì xin xỉn. Chắc nhìn về phía trước thấy sao và vạch thì xa tí, mà phía trời ca thì khói đạn mịt mù. Có lẽ thấy mình gối mỏi chân dồn nên mới trả lời vô trách nhiệm như vậy. Mà vô trách nhiệm thật, thằng PRC-25 lúc nào mà chả cặp kè bên lão. Một cú gọi không đến nỗi lên rừng xuống biển gì, mà lão cũng không cho gọi. Nhưng tôi biết tổng, nếu lão gọi, chắc chắn trung đoàn trưởng Nguyễn Thanh Nhàn sẽ bắt anh ta cho tiểu đoàn 8 dừng lại và phải hủy chiếc xe để không rơi vào tay địch, thì quả là phiền toái cho lão. Bây đầu bọn Pốt ém quân phục sẵn ở dưới ruộng lúa gần chiếc xe rồi, và đang chờ cơ hội để nổ súng vào tiểu đoàn 8. Đúng là đem con bỏ chợ. Những cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ như anh Tư sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 75 không phải là ít. Trong khi rất nhiều anh em đồng đội đã ra quân chuyển ngành vào các cơ quan xí nghiệp để tăng cường chất lính cho các tỉnh phía Nam và tạo nguồn cán bộ ở sau này. Theo chủ trương của quân đội, được sống vui tươi sau những ngày gian khổ, thì lại có những anh em vì lý do này, do khác chưa được ra quân. Cho đến khi được ra quân thì lại gặp cảnh chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Thật là đen đủi cho họ. Chuyến tàu về quê sau 3 năm chinh chiến lỡ hẹn, cấp trên biết, quân đội cũng biết. Nhưng sau giảm biên trong quân đội, số lính mới là chủ yếu, lớp nhập ngũ 73-74, còn lại đã là cán bộ B, C
nên những lớp sĩ quan như các anh dạn dày trận mạc. Kinh nghiệm và bản lĩnh vào lúc này là vốn quý để dìu dắt các lớp đàn em trưởng thành. Nói không được tế nhị, các anh là những trái cam còn ngọt ngào lắm, phải chắt lọc thêm chút nữa. Vẫn biết họ có phân vân và cũng chẳng vui vẻ gì. Họ có quyền xứng đáng được cởi áo lính, được về với cuộc sống gia đình, được nghe tiếng du trẻ ầu ơ, nhưng không thể được. Và thế là hết động viên, cấp trên cứ lấy cái danh hiệu đảng viên gắn vào ngực họ, và họ lại phải nhận nhiệm vụ trong một tâm trạng như vậy. Anh Tư là một trong những người như thế. Trách anh, nhưng cũng phải thông cảm cho anh ấy. Là về sau mà, chứ lúc bấy giờ chúng tôi bực lão lắm. Còn sau đó thì mấy tháng mà lần lượt mấy cán bộ cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn đã hy sinh, mà lại hy sinh vì bọn lính Pol Pot, mấy cày chứ. Tôi chạy vào chỗ anh Lượng, và anh em đang đứng bên cạnh gò đất, có nhiều cây thốt nốt, báo cáo và không quên nhắc anh. Rút thế anh, ở đây nguy hiểm lắm. Anh ấy bảo chờ lệnh của trung đoàn đã. Chờ cái con khỉ gì? Tôi nghĩ bụng, đêm hôm tối thui thế này mà máy móc không có, bộ binh thì rút hết, có thằng truyền đạt nào mà dám đi một mình với phía địch? Mà có đi thì cũng có biết trước được xe đổ nằm ở đâu, với từng ấy đường đất sặc mùi tử khí mấy tháng qua. Đi là vào miệng cọp, mà cũng chẳng có cán bộ nào lại vô cảm ra cái mệnh lệnh không có tình đồng chí ấy. Có lẽ tình hình cấp bách, hay biết lính trinh sát vốn quen luồn lách, mà trung đoàn để tốt lính trinh sát 21 tự xử lý tình huống này chăng? Còn cái bố Lượng này, sĩ quan mới ra trường chưa đánh đấm gì, kỷ luật quân đội nghiêm tràng lắm, thế mới bỏ mẹ. Nhưng mà cũng không trách anh ấy được. Lứa sĩ quan lục quân 1 ngày ấy họ nghiêm lắm, được rèn rũa, truyền lửa từ những giáo viên xuất sắc của một thời. Không có cái tôi, chỉ có tổ quốc là trên hết, nên khó bề lay chuyển được ông ấy khi chưa có lệnh trên. Thôi kệ mẹ nó, có người có ta, nghĩ làm gì cho mệt. Tôi thầm nghĩ bụng như vậy. Mấy anh em đang lưỡng lự thì từ dưới ruộng lúa cách chia xe khoảng hơn 100 mét, một tiếng ùng xéo trầm đục vang lên, và một tiếng chát khô khốc cực mạnh, mùi khét lẹt vào chỗ anh em đang trộm lại. Thằng An đổ vật xuống, anh Lượng nhào tới ôm xốc nó chạy đi, miệng hô khẽ tôi: cắt đường về đi. Tiếng AK-740 RPD quật xối xả theo, phập phập ung oàng vào thân cây tốt nốt. Tóc oành của M79 bắn cầu vòng nổ trên cây, mảnh văng loạn xạ. Tôi chạy cắt đường, trời tối ngã vấp rúi rụi. Thì ra nãy giờ bọn Pốt đã âm thầm theo bám chúng tôi. Trong đêm tối như mực thế này mà thằng Pốt đánh B-40 trúng một mục tiêu, quả nó cũng không phải tay vừa. Nhưng có lẽ ông vải mình linh thiêng hay sao mà hên. Quả B-40 của nó không nổ, đầu quả đạn đập trúng vào báng khẩu AK của thằng An, gãy lủng lẳng. Nó bị cái cánh lái ở phần đuôi quả đạn xoáy vào mạng mỡ, đâm thủng bụng. Chứ nó mà nổ thì mấy anh em đi chầu ông bà ông vả hết. Mà nó cũng may, không có cái báng AK đỡ thì thằng An cũng chưa chắc đã còn. Tôi vẫn chạy trước cắt đường, đạn vẫn bám theo ầm ầm, như thể chúng luôn nổ đạn đi. Lúc sau rồi thưa dần. Khi nãy tôi đã định quay lại bắn mấy phát cho bỏ tức, nhưng anh Lượng đi lên thúc tôi và bảo nhỏ: ngu thế, mày muốn lệnh ông tôi ở bụi này à? Ừ, ngu thật. Đã mấy tháng đánh nhau mà mình còn ngu thế nhỉ. Nhiệm vụ bây giờ là luồn lách qua vòng vây theo trung đoàn, rút quân về nước. Về cái khoản bản đồ địa bàn thì tôi sáng dạ. Mấy môn võ thuật vượt chui, rào cũng vậy. Tôi học rất nhanh nên hay đi hội thao hoặc đội mẫu khối trinh sát, sư đoàn của trung đoàn. Cũng vì ham thích nên tôi mới thành cái thằng luồn lách như đêm nay. Trước khi trung đoàn 209 về lấy quân đang làm văn thư của tiểu đoàn 31, huấn luyện tân binh, tôi có thể làm vệ binh hoặc về ban chính trị trung đoàn. Văn vẻ của tôi cũng khá, nhưng rồi tôi vẫn mê trinh sát, lại làm văn thư và được ở với bố Vinh già xe trưởng. Hợp tính tình, quý tôi như con cháu. Bố học ít, ngại báo cáo báo cày, giao cho tôi làm tất, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm chiến đấu thì đầy mình. Cán bộ trong đại đội nể bố ra mặt, bố nói ít nhưng cấp dưới
thì cứ nhìn mặt sếp mà bảo nhau làm. Rồi hơn một năm quấn quýt, bố ra quân. Lúc ra đi còn cẩn thận, dặn dò, chịu khó ở đây, đợi có đợt học nào, các anh ấy cho mày đi. Và rồi một chính trị viên từ tiểu đoàn 7 về, chuẩn úy Nhượng. Kết quả là một tuần thử việc sau khi nhận chức, tôi xin xuống trung đội vì không hợp tính cách với sếp mới của mình. Và mấy tháng sau là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam này nổ ra. Như vậy, nhưng tôi vẫn chẳng trách mình, mà còn luôn động viên mình và mấy thằng đồng hương. Ai cũng việc nhẹ nhàng, gian khổ, biết về phần ai. Địch lúc này không bắn theo nữa, nhưng chắc chắn giờ đây chúng đang bu bám theo đường rút của trung đoàn, nên càng phải cắt vòng ra rất xa con đường 241, rồi sẽ bẻ song song theo nó mà về. Anh Lượng cho cả nhóm dừng lại. Thằng Ngôn, thằng Khoát vẫn thay nhau cõng thằng An. Rõ khổ thân nó. Thằng Cõng vấp ngã lăn lóc thì nó còn đau hơn là đằng khác. Vì đã bị thương lại không chủ động được chống đỡ, nên nó đành phó mặc cho trời. Nó biết rõ tình thế ngặt nghèo và nỗi khổ của anh em lúc này, nên cũng không dám kêu, nhưng vẫn bật ra tiếng rên khè khẽ. Tôi biết nó đau lắm, và sờ vào đám băng quấn tròn quanh bụng, máu nó ướt nhớt nháp, dây cả sang cái lưng của thằng Ngôn. Tôi khẽ khàng bảo nó, chúng tao còn, mày còn, đừng sợ, anh em không bỏ mày đâu. Tôi động viên nó, và cũng là động viên tôi, trên con đường về xa tít, với bao nhiêu tình huống đang trực chờ phía trước. Không biết trung đoàn có đợi mấy anh em không? 7 người lính chỉ vì một cái mệnh lệnh không rõ ràng của anh tác chiến vô trách nhiệm nào đó, mà giờ thì bị rớt lại trong vòng vây của địch, đang cố gắng luồn lách bám theo đơn vị. Lúc này mới thấy thèm nhớ, hơi ấm đồng đội, anh em. Tôi vừa đi vừa luẩn quẩn ở trong đầu. Bao ý nghĩ lúc này, càng đi nhanh bao nhiêu càng tốt. Dù giờ có do dự là cầm chắc cái chết. Nó càng mong manh hơn nhiều việc xác định hướng, rồi cứ đi gặp sẽ tính. Cái quân Pol Pot ăn cháo đá bát này, ngày xưa mình dìu dắt xây dựng lực lượng cho nó, nên cũng khá dành đường đi nước bước chiến thuật của mình. Ngày đầu tác chiến trên biên giới, nó cũng gây khá nhiều khó khăn, tổn thất cho phía ta. Nó hay dùng nhóm nhỏ phân tán phục kích, nên trinh sát hay bị đụng chúng nó luôn. Hồi chuẩn bị đánh Ba Vét, trời tối đen như mực. Lúc bò vào gần Phum, tổ trinh sát gồm 3 lính cũ người Hải Phòng, kèm 2 thằng lính mới, trong đó có tôi. Bỏ qua cả tốp lính Pot đang nóng ra từ công sự Mac Phun ra hẳn bên ngoài cánh đồng, nhằm nằm phục để đón lõng trinh sát ta từ xa. Nhưng trời thì đã mạt mắt, gió lại hiu hiu. Có lẽ thằng gác nó ngồi phục quá lâu, bị thiêu thiêu giấc nồng, hay do anh em mình tiềm nhập khéo quá, mà khi bỏ qua chỗ bọn Pol Pot đang phục kích chừng 15 mét, thì bỗng có tiếng ho húng hắng, đằng sau giật mình mới biết. Mình vừa bỏ qua mũi, bọn nó đang rình phục các con tóp Việt Nam. Thú thực, tôi vẫn chưa quen với chiến thắng mùa xuân năm 75. Mùi trận mạc cũng hoảng lắm, nhưng thấy mấy đàn anh ở phía trên cứ lặng lẽ trườn đi như chẳng có chuyện gì, tôi cũng thấy vững dạ khi vào sát Phum. Nắm được cách bố phòng của nó, rồi quay trở ra theo lối cũ cũng đỡ phần hồi hộp hơn. Còn bây giờ, mấy anh em cứ lặng lẽ luồn lách trong đêm. Lúc này trời đã đỡ tối hơn một chút. Phía đông ánh trăng muộn cuối tháng cũng hắt lên chút ánh sáng mờ đục. Không gian im lìm, bí ẩn. Dưới gốc cây tốt nốt hoặc bụi tre kia, có lính Pot hay không? Hay là chúng cũng cảnh giác với những trận phục kích lại của con tóp Việt Nam? Nhiều trận bọn nó cũng sứt đầu mẻ chán với ta, nên cũng không dám bám theo ngay. Hay nó chưa kịp? Kệ nó, cứ vừa đi vừa quan sát. Súng đã mở khóa an toàn, nhưng xác định luồn tránh là chính. Hết sức tránh nổ súng, giữ bí mật cho kịp với thời gian bám theo trung đoàn. Mấy thằng chúng tôi, Thá, Phục vẫn hăng hái đi trước cắt đường cho Ngôn và Khoát cõng thương binh. Anh Lượng lúc này thật đáng mặt đàn anh. Lúc lên phía trước, khi cõng thằng An, còn bình tĩnh lên dây cót cho anh em. Cố gắng lên, nhất định trung đoàn sẽ đợi. Bình tĩnh khôn khéo, anh em mình sẽ thoát, sống chết có nhau. Chả biết bố này đang bơm thuốc an thần cho anh em,
hay làm công tác chính trị trong lòng tôi cũng thấy vui lên. Bỗng phía trước lù lù một gò đất cao, cây cối rậm rạp. Tôi dừng lại nghe ngóng, căng mắt. Trong ánh sáng mờ mờ, tất cả lặng im, chỉ có tiếng chim loác choác trên lùm cây. Chắc không có người. Đấy là theo kinh nghiệm, còn chẳng biết thế nào. Anh em ở lại, còn tôi với thằng Phục quyết định bước lên trước xem sao. Dán mình vào đất, hai đứa bò lên gọt đất. Bất ngờ gặp một cái lều thương bằng lá tốt nốt. Trong lều, những cục than củi vẫn còn ấm. Xung quanh có mấy cái túi nhỏ bằng lá tốt nốt đan. Thứ này là đồ đựng thức ăn của bọn Pốt đây. Vậy là đã có trinh sát của nó bám tới đây trước mình một chút. Và chúng nó cũng mới đi không lâu. Có điều, không biết nó đi hướng nào đây. Chúng tôi xuống báo cho anh Lượng. Anh vẫn cho đi hướng cũ để bám trung đoàn cho nhanh. Cũng may, nếu anh em tôi đến sớm hơn, thì có lẽ đã đụng bọn trinh sát Pốt ở cái gò đất này rồi. Khẩn trương, lập tức chúng tôi đi luôn. Nghĩ cũng thương bọn thằng Ngôn, chúng nó vừa bổ sung ở ngoài Bắc vào gặp trung đoàn. Gặp ngay trận đánh đẫm máu ngày 17 tháng 12, hy sinh 42 anh em, mất hai khẩu đại liên cùng với một số trang bị. Nhưng đau lòng nhất là ngày 19 đánh lên lấy lại cái phum đó khi đưa tử sĩ về, chứng kiến cảnh anh em mình bị nó tàn sát. Anh em không cầm được nước mắt, hầu hết bị chúng nó dùng cuốc xẻng, dao quắm, lê bắn nát cả mặt mày, man rợ vô cùng. Một không khí im lặng bao trùm lên trung đoàn, nhưng mọi người không thấy sợ mà chỉ hừng hực chí căm thù. Có một người lính duy nhất đã thoát chết sau khi bị kẹt lại vì theo không kịp đồng đội trong trận ngày 17. Anh khôn khéo xóa dấu vết rồi lẩn trốn nằm trong ruộng lúa 2 ngày 1 đêm. Sáng 19, khi thấy quân mình đánh lên chờ tới gần, anh mới chạy lại. Đến mãi bây giờ, tôi vẫn không quên được đôi mắt đầy nước mắt của người lính ấy. Khóc không biết vì vui sướng khi gặp lại đồng đội mình, hay kinh hoàng sau 2 ngày anh ta nằm trong ruộng lúa. Đó là một người lính còn rất trẻ, mới tròn 18 tuổi. Khi tôi hỏi, khẩu AK còn 20 viên đạn đầy bùn đất do kéo lê trên ruộng nước. Có lẽ nếu phải bắn, chắc súng cũng không nổ được. Hết lương khô, nhấp nước ruộng cầm hơi, nghe ngóng. Xóa hết vết lùi sâu vào trong ruộng lúa. Trong khi chúng nó đi lùng sục, lôi thương binh tử sĩ lên đường, hành hạ tàn sát. Sáng ngày 19, trung đoàn đánh lên. Anh cứ ngược chiều tiếng súng của ta chạy lại. Biết đồng đội của mình, anh em dấng lên và cho anh chạy lại phía sau. Ngồi trên kênh đài, tôi báo tham mưu trưởng trung đoàn Nguyễn Sinh. Ông bảo tôi chạy lên đón và đưa người lính ấy về đại đội 23 quân y. Đó là thằng Đồng Hương cùng nhập ngũ với thằng Ngôn mới từ ngoài Bắc vào được mấy ngày. Cũng phải nói lời khen ngợi cho lòng dũng cảm và sự nhanh trí của người lính đó. Vì chỉ có lòng dũng cảm thì mới có được sự bình tĩnh, mà có bình tĩnh thì mới nghĩ ra được cách tự cứu mình. Còn cái phum đó có cái tên ca nghe lồi thổi lắm, nhưng lính ta gọi nó là chùa hận. Hận vì sự độc ác và những mất mát của đồng đội mình. Lúc này anh Lượng trực tiếp cắt đường. Anh chắc không muốn nói ra vì sợ ảnh hưởng tinh thần của anh em. Chứ giờ đây chỉ cần có vài thằng lính Pốt ở phía trước nổ mấy phát súng mà phải cắt đường vòng thì thời gian càng thêm bất lợi. Thôi cứ đi, sợ đông chứ gặp vài thằng thì chấp nhận đánh giạt nó mà chạy. Đạn cũng gần đủ 5 băng, kể cả băng kẹp đôi trên súng, cộng 2 quả M26, loại lựu đạn Mỹ cũng đủ chơi với bọn lính nửa người nửa thú kia. Và một quả luôn nhớ để lại tới phút cuối khi chấm hết cho mình mà không may rơi vào tình thế cuối cùng như bị thương, đồng đội không cứu được. Khi hết đạn, phải đánh nhau với một loại lính khát máu, độc ác, có 102 trên thế giới, không tù binh, không nhân đạo. Nếu không may lọt vào tay chúng thì sẽ nổ chung với tụi nó khi mà đằng nào cũng phải hy sinh. Đặc biệt, cánh lính trinh sát đi lẻ như chúng tôi, đằng nào cũng chuẩn bị sẵn một trái M26 hay một trái nổ loại tức thì cực mạnh, rất nhỏ gọn, chuyên dùng cho thám báo biệt kích của Mỹ. Cho dù không hề muốn, lần mò hết vườn cây, bãi hoang, ruộng lúa, đường đi đã thấy sầm sấp nước.
Rồi nước càng sâu dần, tới giữa bụng. Có rất nhiều cây phình to, rậm rạp cùng cây cối ken dày, như muốn níu chân lại. Bỗng tiếng tóc oanh của RBD-M79 rộ lên xối xả, cách chỗ anh em chúng tôi chừng 35 mét. Tiếp đó là ung oanh liên tiếp 4-5 phát DK B-40 đập vào khu vực đó. Từng cụm nước bụm lên cùng những mảnh đạn bay rào rào giữa những tiếng nổ chát chúa. Những viên đạn dẫn đường đỏ rực đan chéo vào nhau. Lộ trăng. Tất cả im bặt. Rất may, nó đều không trúng đội hình. Mọi người dìm hết người xuống nước, chỉ thò mỗi cái đầu lên. Khổ nhất là thằng An, ngồi trên lưng thằng Ngôn cũng bị dìm xuống nước. Trong bóng đêm, anh Lượng lần tìm từng đứa một. Thấy đủ cả, anh động viên rồi ra lệnh quấn đi ngay thoát khỏi chỗ này. Vừa rồi có lẽ do chuột bọ chạy hay cái gì nghi ngờ mà nó bắn ghê vậy. Bắn như thể chốt của nó sắp mất không bằng. Đi sau thằng Thái, nó bảo tôi: "Mày có lương khô không? Tất cả bị tuột rồi." Chịu cái thằng này. Mọi việc nó cứ tỉnh bơ, chưa bao giờ thấy nỗi buồn hay than thở. Cảm thấy lòng cũng vui lây. Đường xa mới biết ngựa hay là thế. Có những người đồng đội như vậy, lúc gian nan vững lòng lắm. Tôi móc thanh lương khô còn duy nhất bẻ đôi được cho nó. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cái bùi bùi ngậy ngậy ngấm vào cổ họng. Khi vừa đói vừa lạnh mà lại không được no nê thỏa mãn. Khi ngày mai còn chưa biết thế nào, giữa những bước chân đầy bùn nước gai góc, dây leo chằng chịt nơi đất khách quê người. Bên một thằng đồng hương thật khó tả cái cảm giác này. Mà mẹ, cái thằng bành trướng, nó xấu xa, nhưng mà cái lương khô của nó cũng mê thật. Ngâm nước không bị mụn, vẫn giòn tan, thơm ngon như thường. Đi mãi, rồi cũng ra khỏi cái đám sình lầy, và cũng không gặp chuyện gì. Chắc cũng đã quá nửa đêm rồi. Ánh trăng yếu ớt giữa những tảng mây bay, khi mờ khi tỏ. Giữa lúc này mà bỗng nhớ những đêm trăng ở cái sân kho hợp tác xã, nơi quê nhà đông vui, đầm ấm, đầy ắp tiếng cười của nam nữ. Tôi nhớ đến mẹ mình, bà đẹp, người phúc hậu. Năm ấy mới có 45 tuổi, một buổi sáng mùa xuân năm 1975, áo nâu trần đất đón chờ tôi cùng toàn đơn vị tân binh, quân trang mới tinh, hành quân qua ngã ba đầu làng, lên Hà Bắc huấn luyện. Không biết tin từ đâu mà đông người làng thế, già trẻ lớn bé chật cứng cả đoạn đường. Tôi ưỡn người cho thẳng ra dáng một quân nhân. Khi gặp mẹ, tôi chạy ra, mắt đỏ hoe dúi vào tôi một gói kẹo. Không nói được gì, bà quay về đám đông. Cô bác đang đứng đó giữ nón mũ, vẫy tay tiễn đoàn quân. Có vậy thôi mà tôi cổ nghẹn nghẹn, toàn thân như xẹp xuống. Không còn kịp đùa giỡn với mấy cô bạn hàng xóm thì đàn quân đã vội đi qua. Mẹ ơi, mẹ có biết đêm nay nơi chiến địa xứ người, bọn con, những người lính tình nguyện muốn về đất mẹ còn gian nan, thậm chí là rất khó. Nhưng mẹ ơi, chúng con sẽ phải về với mẹ. Đang đi thì thằng Ngôn lên bảo tôi: "Anh ơi, thằng An nó lòi ruột ra ngoài rồi." Lòi là lòi thế nào? Chính tôi đã kiểm tra lại lúc nãy giờ cơ mà. Có gì đâu. Tôi quay lại với thằng An, sờ quanh bụng nó. Người nó lạnh ngắt, mặt trán nó nóng hầm hập. Tôi sờ soạng lại thấy lùn lũn tròn tròn, nhưng mà giam giáp, dính dính chứ không trơn. Tôi ngắm thử. Chào ôi, không phải lòi ruột mà là một con đỉa. Một con đỉa trâu rất to, nò nề máu. Vội gỡ vứt nó đi. Thì ra mấy tiếng đồng hồ lặn lội trong cái sình, con đỉa này ngửi thấy hơi máu, nó đã bám vào bụng thằng An. Thằng An nếu không kịp cứu chữa thì không chết vì đạn B-40, cũng bỏ mạng vì nhiễm trùng thôi. Nhưng biết làm sao được, lúc này nó nằm im. Thầy kệ đời, trái đất xoay vần, không nhúc nhích, không rên gì. Tôi bảo thằng Khoát lấy cái dù mỏng vẫn dùng làm chăn khi lạnh, làm thành cái điệu để khoác thằng An ở sau lưng, đỡ mỏi và thằng An cũng đỡ đau hơn. Ngôn Kèo hưởng ứng ngay. Nó cao tới 1m8, mà An thì nhỏ bé, quả là quá ổn. Khi hành quân tác chiến thì cần anh to khỏe, nhưng khi bị thương rồi thì đồng đội hoặc cách tài thương lại chỉ muốn được anh nhỏ nhẹ mà khênh vác, hoặc là mang đi trước
dù là điều lệ không cho phép. Nhưng An ơi, dù mày có to hay nhỏ, nặng hay nhẹ, đêm nay chúng tao cũng mang mày về, trừ khi cả chúng tao và mày đều hy sinh. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, phải lạc quan lên chứ, sao lại hèn nhát bi quan như vậy. Đường về đâu đã khép lại, vẫn còn cơ mà. Quần áo bao xe đạn vẫn sũng nước, dù rời khỏi khu vực sình lầy đã lâu, vẫn nặng trình trịch, ẩm ướt và lạnh. Cái lạnh dẫn tới sự đòi hỏi của cái bao tử đang khi tuổi ăn, tuổi ngủ, thật chẳng dễ chịu. Mọi người không ai còn cái gì mà hỏi, giá có được củ sắn tươi tôi cũng chẳng tha. Cái bệnh háu đói lại hành tôi. Khi còn đóng quân ở Phước Vĩnh, quanh sông Bé, ở đại đội có thằng anh nuôi vừa đồng hương, đồng ngũ, làm chân trong. Tầm trưa, trước lúc ăn cơm, chính bao giờ nó cũng để phần tôi những miếng cháy thơm vàng ở một nơi chỉ có hai thằng biết với nhau. Khi tôi từ đại đội bộ xuống lấy nước, cái lệ này chuẩn tới 99%, trừ những bữa ăn nấu khê tôi mới chịu mất cái bữa tiệc nho nhỏ ấy. Tiếc và thương cho nó, thằng Hoan, anh nuôi đó. Sau này nó xuống trung đội, trong một lần đi trinh sát gần biên giới Thái thì bị phục kích. Cả nhóm còn một thằng thoát, còn nó bị thương ở chân, bị bọn Pol Pot bắt được sau khi hết đạn. Hôm lên lấy xác nó, thương cảm và căm hận vô cùng. Thân thể thâm tím, sưng vù biến dạng sau những đòn hành hạ đầy thổ phỉ của bọn tàn quân Pol Pot. Tôi cùng quê, cùng nhập ngũ với nó. Nhà Hoan ở mép bên một con suối khá lớn. Sau này em của Hoan kể lại, chiều nào mẹ Hoan cũng ra mép sông một mình, nhìn về phía tây, cho đến khi hoàng hôn chìm xuống bên kia sông. Chẳng biết cái nước miền nó ở đâu, nhưng bà cứ nghĩ ở phía ấy có thằng Hoan, nó sẽ nghe, sẽ thấy được nỗi lòng của người mẹ. Một cơn gió dường như có hơi nước lạnh hơn. Đi tiếp, chúng tôi tới một mép sông nhỏ chừng 30 mét, dưới ánh trăng mờ đục, chẳng biết nông sâu ra sao. Bờ sông che gỗ rậm rạp phủ bóng xuống, tạo thành một thứ ngụy trang quý giá. Trời có lẽ đã gần về sáng, mấy anh em vẫn bám mép sông đi. Đây là nhánh của con sông chảy ra sông Sơ Phê Riêng. Anh Lượng quay lại bảo chút nữa thì sang sông. Từ đây theo bản vẽ về chỗ trung đoàn bộ, độ 3-4 cây số nữa thôi. Mệt mỏi và căng thẳng sau một đêm luồn lách đua với thời gian trong lòng địch, nơi đất khách quê người, nghĩ đến giây phút được hội ngộ cùng đồng đội, mọi người phấn chấn hẳn lên. Nhưng trung đoàn còn đợi không, và bọn Pốt đã tới trước mình chưa. Chuyện chiến tranh bao nhiêu may rủi mà mấy tháng đánh nhau nó đã dạy tôi. Nhưng thôi, hãy vui lên đã, phải luôn luôn lạc quan, hãy quên đi mọi chuyện. Một chiến binh, một người lính trinh sát giỏi phải như thế mới tồn tại và hoàn thành nhiệm vụ được. Chứ nhạt như cáy thì chẳng làm được mẹ việc gì. Lúc này mà có tiếng súng đâu đó còn phỏng đoán được tình hình, nhưng sao lại im ắng lạ lùng, nghẹt thở vì không rõ mô tê gì. Trời đã tảng sáng, bên kia sông có những mái nhà, văng vẳng có tiếng người và một cái bến nước nhỏ hiện ra ngay bên trái. Không rõ đây là cái phum nào, nhưng có vẻ quen quen. Anh Lượng đọc trên bản đồ là gì đó, nhưng tôi đã nhận ra cái phum này, vùng G8. Cứ gọi thế đã. Bao lần mình về đây, từ đây về trung đoàn bộ, đường xá tôi chẳng lạ. Có điều trong phum kia đã có lính Pốt chưa? Anh Lượng cho tránh xa cái bến và tìm chỗ khuất có lợi để sang sông. Bỗng ùng, một tiếng đề pa từ hướng trung đoàn bộ đêm qua, hướng mà chúng tôi đang mong mỏi. Có tiếng rú cứ to dần, rồi xoẹt, xoẹt. Ùng, một quả. Rồi 4-5, rồi cả chục trái pháo nổ ngay giữa sông, rơi trúng vào bến nước, dựng lên những cột nước, bùn đất, mảnh vang rào rào. Cả khúc sông đang lặng yên bí hiểm, bỗng chốc náo động. Nhưng mà chỉ có chừng ấy quả đạn pháo thôi, rồi cũng im bặt không bắn nữa. Khúc sông lại trở lại yên bình. Khi ấy, bên kia sông, những tiếng lao xao từ những căn nhà phía trước cũng im bặt. Mấy anh em dán mình xuống nước, mảnh pháo bùn nước văng tung tóe quanh người. Có thể thấy nguy hiểm cho cả mình, nhưng mà ai cũng thấy sung sướng. Pháo ta rồi, trung đoàn còn đợi anh em mình đấy. Có thể đây là những trái pháo bắn chạm thủy của Pol Pot, mà cũng là tín hiệu cho cánh lính trinh sát hiểu ý, tìm cách bám theo trung đoàn. Một nỗi vui sướng lan tỏa
Trong tâm trí mỗi người, đơn vị vẫn đợi cánh trinh sát đến phút này. Đi thôi, tôi, Thái, Phục lần lượt sang sông trước. Anh Lượng cùng với mấy thằng ở lại chờ để sẵn sàng yểm hộ trong cuộc vượt sông. Nếu thuận lợi thì chặt chuối làm bè, đưa thằng An sang sông sau. Phục Đen xung phong sang sông trước. Nó nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, tinh quái và cũng không thiếu lòng dũng cảm những khi cần phải có. Nó mặc độc chiếc quần đùi, tóc xoăn, da ngăm đen giống đặc dân ca, nhe hàm răng trắng nhoẻn cười, xách súng lội dần ra giữa sông như chẳng có chuyện gì. Nước sâu dần nên nó bơi, rồi nó cũng bám được vào bờ tre gai rậm rạp. Hồi hộp theo dõi nó, tôi và Thái xuống nước và chờ tín hiệu. Khúc sông này rậm rạp tùm, cách xa bến nước và mấy cái nhà khuất sau những lùm cây cổ thụ. Nước sông về những tháng cuối năm lạnh toát làm tôi tỉnh hẳn. Con sông trong vắt êm đềm giữa hai bờ cây xanh ngắt, một thoáng thanh bình trong chết chóc, và hình như hơi ấm của đơn vị cũng gần hơn, đã lan tỏa đến cái bến sông heo hút này. Tôi thấy lòng thư thái nhẹ nhõm, dù biết đường đi còn bao trắc trở, nguy hiểm rình rập. Nhưng mẹ ơi, chúng con sẽ về. Anh Lượng đã lên phương án, nếu thằng Phục trong lúc sang sông hoặc đã bám được vào mép sông bên kia mà bọn Pốt phát hiện, thì tôi và thằng Thái bắn yểm hộ, còn anh Lượng và thương binh sẽ theo bờ sông bên này đi tiếp lên và lựa chỗ thuận lợi sang sông, rồi cứ cắt đường đi trước, không dắt díu nhau làm gì, thoát được đứa nào tốt đứa ấy, còn bọn tôi thì tính sau. Thằng Phục leo lên nghe ngóng và ra hiệu cho tôi và thằng Thái qua sông. Tôi và thằng Thái rời bờ sông, nước sâu dần rồi phải bơi. Chiếc mũ cối đội cấn đã quá tuổi sử dụng, tuột vành, giờ ngấm nước và đôi giày cao cổ treo trên vai thật là phiền toái. Rồi chân cũng chạm đất, hai thằng cũng vào được bờ. Bám vào cái bờ dốc đứng leo lên, nước từ bao xe đạn, giày mũ chảy ong ỏng. Chiếc mũ cối đã biến thành chiếc mũ tai bèo. Tôi định vứt nó đi nhưng không nỡ. Nó là vật vô tri vô giác, nhưng nó đã gắn bó với tôi mấy tháng trời trên biên giới. Lúc mưa gió, khi nắng cháy lưng, khi đất cát, khi mạch đạn, sức ép của các loại hỏa lực. Đặc biệt là cái dòng chữ hẹn ngày gặp lại. Bên cạnh là một trái tim đơn độc, không có chim cò gì cả, mà tôi đã tỉ mỉ xăm bên trong vành mũ, mà chỉ có tôi mới hiểu, làm tôi càng không nỡ. Tôi vẫn đội nó lên đầu, nước chảy lăn trên gò má. Tôi đến cạnh chỗ thằng Phục đang lom khom cảnh giới. Thằng Thái nằm lại, trông chừng có gì liên lạc với bên kia sông. Đã đói lại lạnh, tôi thấy ớn trong người. Phục Đen bảo tôi. Loáng thoáng, độc tiếng đàn bà và trẻ con, chắc không có lính Pốt đâu. Để ta vào xem có cái gì khoáng được lót dạ không. Còn mày ở đây đi. Hai thằng nhỡ sao thì bỏ mẹ. Tôi chặn nó, giờ là lúc nào mà ăn với uống. Thằng An sắp chết rồi kia kìa. Địch thì bám đến đít ở đằng sau. Trước mặt trung đoàn thì chửa thấy. Mày. Nó vội thành mình. Mày hiểu nhầm ý tao. Tôi biết là nó có xấu đâu, nhưng nó liều lắm. Đang vậy, nhưng hai đứa vội im mặt. Khi từ trong phum có một người phụ nữ đi ra, tay ôm một đống quần áo về bến nước. Chị ta bước ngày càng gần về phía chúng tôi. Nhìn qua kẽ lá rậm rạp, tôi ước chừng chị ta khoảng độ 35 tuổi. Tôi chợt giật mình khi người phụ nữ ấy cách chúng tôi chỉ khoảng 2 mét. Khuôn mặt này sao quen thuộc đến vậy? Trời ơi, chị Phơn! Sao chị ấy lại ở đây nhỉ? Bất chấp, tôi nhô đầu khẽ gọi. Chị Phơn! Chị Phơn! Chị giật mình, quay đầu lại khi đã nhận ra tôi. Nhưng mắt chị ta vẫn lấm lét nhìn về hướng phum. Có mấy anh ca đang ở cuối phum đó, đi đi. Nói đến đó, chị ấy đi thẳng ra cái bến nước. Tôi và thằng Phục cũng chẳng nói chẳng rằng, đầu bám theo mép sông, ngược trở lại chỗ thằng Thái. Tôi ra mép nước, vẫy tay ra hiệu cho bên kia sông đi tiếp, và chúng tôi cũng đi luôn. Bờ sông trơn trượt, có lúc phải bám vào những bụi lau cành cây để khỏi ngã. Giày không thể đeo, dù nước và bùn, khó chịu vì gai góc của những bụi tre già lâu năm phủ dày từng lớp. Chúng tôi di chuyển, chỉ có từ bờ bên kia sông nhìn sang thì mới thấy còn cách nhau đến 2-3 mét. Từ ngoài nhìn vào thì không thể biết được ở dưới này là cái gì. Đi được chừng 100 mét, dòng sông đột ngột
rẽ ngoặt sang trái. Gỗ ken dày phủ bóng từ hai bờ hắt xuống sông, một màu xám xịt, rất thuận lợi cho tốp anh lượn qua sông. Ra hiệu cho nhau, bọn tôi gác súng quay về hướng vuông ban nãy cảnh giới cho anh lượn. Và không phải chờ lâu, thấy thằng An được đẩy trên cái bè bằng hai cây chuối khá to, đích thân anh lượn đẩy sang. Thằng An đã lên cơn sốt, mắt nhắm nghiền. Vực nó lên bờ, người nó mềm nhũn. Thằng Ngôn lại cõng nó. Đúng là ngoài đồng chí lại có tí đồng hương. Tôi càng ngày càng cảm tình với nó. Cái thằng da ngăm ngăm đúng như dân ca chính hiệu. Nhưng nhìn kỹ, nó rất duyên và chịu khó. Nó hiền khô. Đang chuẩn bị đi tiếp thì đằng phía phum tiểu đội 8 đột nhiên một tràng AK nổ và có nhiều tiếng la hét, khóc lóc thất thanh vọng lại. Rồi mấy loại AK bắn theo rơi lụp bụp vì đuối tầm và im bặt. Tôi đồ rằng mấy thằng AK của cái công xã lâu nay giặt vào rừng lật khuất. Nay thấy ta rút, nó và phum ban nãy đầu tiên là đã có kẻ nào trông thấy và mách lẻo với AK vì chị Phơn gặp bộ đội Việt Nam. Loạt đạn đầu là chúng nó xử trị, còn mấy loạt bắn theo cho bỏ tức, chứ nó biết súng ống lẹt đẹt lại có hai ba đứa không dám đuổi theo. Từ đây về chỗ xuất phát, đêm qua gần 5 cây số nữa thôi, cho kẹo chúng nó cũng chẳng dám đuổi theo. Quan trọng là trung đoàn còn có ở đấy hay không. Thằng Thái đạp dạp một cái vườn, nó lôi ra một đoạn tre, tháo cái võng dù ở túi mìn Claymore, chạy theo thằng Ngôn, cột hai đầu võng lại làm chiếc cáng đặt thằng An lên. Ngôn là đứa vất vả nhất với thằng An đêm qua, nên nó mấy lần khen thằng Thái thông minh. Tôi bật cười vì sự giải thoát cho nó. Cõng một người dù nhẹ hơn mình nhưng mà lẽo đẽo dai dẳng trong vòng vây của Pol Pot. Ngã lên ngã xuống, quăng quật, rồi dìm cả mình lẫn thương binh xuống nước để tránh đạn thì quả không đơn giản chút nào, nên nó làm cho thằng Thái phồng mũi cũng phải thôi. Từ đây về chỗ xuất phát hôm qua, chắc phía này không phải hướng chính từ ngã ba chóp xuống, nên khả năng bọn Pol Pot chưa áp sát tới. Anh lượng cho anh em tăng tốc để sớm liên lạc với trung đoàn. Nếu chậm trễ bị lọt lại thì khác gì cá nằm trên cạn. Đó là điều anh lo lắng nhất mà anh giấu kín ở trong lòng. Trách nhiệm của một cán bộ đàn anh luôn đè nặng lên người chỉ huy cao nhất ở đây. Cho dù cái cấp ấy nó nhỏ bé, nếu xếp hạng thứ bậc trong quân đội, nó chỉ là đầu binh cuối cán, như mấy cựu thượng sĩ đàn anh thường nói vui với nhau. Đã suốt đêm qua, anh ấy lăn lộn cùng mấy anh em, lúc đi trước, lúc đi cuối với thương binh, động viên, quyết đoán đường đi, nhận định tình hình, khơi dậy niềm tin và sự sống, vào sự chờ đợi, không bỏ rơi anh em của trung đoàn. Thực sự là một chỗ dựa lớn cho chúng tôi. Băng qua những thửa ruộng, vườn cây, gò bãi, cắt thẳng đường về, chỉ còn ngót cây số nữa thôi là đường về nước. Đường về quê mẹ sẽ hiện ra. Cái hơi ấm của đồng đội, của dòng máu Việt Nam sao mà thiêng liêng khó tả. Thế nhưng lúc này tâm trạng của tôi lại phân vân thương cảm. Nghĩ về chị Phơn, người phụ nữ ca tốt bụng ở cái bến nước khi nãy. Nếu không có chị ấy, không khéo tôi và thằng Thái đã ăn đạn của mấy thằng cán bộ công xã của Pốt khi nãy rồi. Khi mò vào cái phun khua khoáng, tôi biết chị Phơn một cách tình cờ khi trung đoàn đánh lên ngã ba Chùa Cốc. Khi đó tiểu đoàn 7 thì chốt ở ngã ba Chóp, phía sau là trung đoàn bộ. Trinh sát thông tin phục vụ sau trận Chùa Hận, đầy uất hận mà lại không bắt được tù binh, súng ống gì cả. Trong khi đó có đến 400-500 dân ca chạy loạn, rồi dồn đống vào thành một trại tị nạn nằm ở ngay giữa đội hình phòng ngự của trung đoàn. Họ ở cũng không sao, xa chỗ anh em mình đến 300-400 mét. Họ biết bộ đội Việt Nam tốt, nhân đạo, không hại dân. Ta cũng chủ trương dân vận để giúp đỡ họ. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện trong đám người ấy những gã đàn ông chừng 35 đến 50 tuổi gì đó, rất lực lưỡng ở lẫn với họ. Mà chế độ Pol Pot hà khắc quân sự, hoàn toàn dân là lính, thì làm sao nó để cho cái nhóm người đó giải thoát khỏi đi lính được. Đích thị là bọn Pol Pot trà trộn. Và chúng tôi ra đi soát lại với phiên dịch là Việt Kiều. Số dân lánh nạn này cụm lại, quây một chiếc xe bò kéo lại, phủ chăn chiếu ở tạm. Số thì ở dưới gầm nhà sàn. Họ đói lắm, ngơ ngác khổ sở, vớ gì ăn nấy. Mùi bò hóc,
một thứ mắm đặc biệt truyền thống của họ bốc lên, thấy nộn mửa. Còn những gã đàn ông kia thì đen chũi, nung núc thịt, cơ bắp gọn gàng. Đích thị là Pol Pot. Chúng tôi giải thích và đưa đi 20 gã. Cũng ở đây, tôi đã gặp chị Phơn dưới gầm một chiếc nhà sàn được quay lại bằng cái xe bò kéo và những tấm chăn chiếu. Tôi lấy mũi AK hé cái chăn ra. Trên tấm gỗ là một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Đứa lớn chừng 10 tuổi, tóc xoăn tít, đang nhai miếng củi dừa. Nó gầy gò, bẩn thỉu. Chị ta ôm đứa bé đang nằm. Thấy người, chị ta khó nhọc ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác, sợ hãi. Chị chừng 35 tuổi, da không đen như những người dân khác, nhưng gầy như một xác ve. Chú ơi, chị biết tiếng Việt à? Tôi ngắt lời chị ta. Vâng, thấy tôi thân thiện, chị ta nói luôn. Xin chú ít gạo để nấu cháo, đứa con nhỏ của tôi nó sắp chết rồi. Tôi ngó đứa nhỏ, gầy như que củi, đầu to, mắt hóp lại, tèo tóp, da thì xanh bùng. Suy dưỡng dưỡng đây. Không nói không rằng, tôi rút cả gói lương khô 701 của Trung Quốc, chính hiệu, đưa cho chị ấy. Cám cảnh cho mẹ con chị ta. Tôi bảo với anh Quang, quản trị trưởng. Hồi đó cái chức này là theo kiểu Liên Xô cũ. Cho em về, xin cho chị ta ít gạo anh ạ. Được lão Quang đồng ý, tôi vù luôn về đại đội, xuống thẳng chỗ thằng Đồng Hương làm quản lý, xin ít gạo và mấy con cá khô vừa mang từ phía sau lên. Chúng tôi cũng có khi còn đứt bữa, nên như vậy là tốt lắm rồi. Chị ta có mẹ là người gốc Việt, gốc gác ở đâu thì cũng không rõ. Chồng thì là lính Pốt, bị chết ngay trong đợt bị ép sang xâm lấn Việt Nam. Đầu tiên từ khu vực Cây Me, Long Khánh, làm nhiều ăn ít, ốm không thuốc men. Trong cái công xã, tất cả mọi thứ đều là của Anca. Đói không dám lấy, Anca vớ được đập chết. Sau đó nhiều lần đi qua tôi và mấy thằng trong đại đội hay bớt khẩu phần ăn ít ỏi của mình cho mẹ con chị ta. Mỗi lần như vậy, chị ấy lại chắp tay lạy chúng tôi, rồi đánh qua đánh lại. Không hiểu vì sao chị ta lại xuất hiện ở cái phun bàn nãy. Thực sự trong lòng tôi rất thương xót chị, thương xót cả cho những người dân ca vô tội. Chị Phơn, nếu linh thiêng ở trên trời, hãy phù hộ cho chúng tôi, những con tóp Việt Nam chân cứng đá mềm, đuổi hết lũ giặc ác thú đi để được trở về với mẹ. Về gần đến chỗ tiểu đoàn 9, vừa ra khỏi đám vườn rậm rạp cách chừng 200 mét, thấp thoáng có mấy đầu nhấp nhô sau gốc cây. Cảnh giác, anh Lượng cho lùi lại. Tôi và Phục Đen lom khom tiến lên. Không biết thế nào, cảnh giác vẫn hơn. 21 à? Một thằng nhảy ra khỏi gốc cây gọi. Nhanh lên mấy bố, đợi lâu lắm rồi. Nếu là Pốt thì cho ăn đạn lâu rồi. Khi các bố vừa thò đầu ra kìa, ôi trời, quân mình đây rồi. Bọn đằng sau chẳng ai cần gọi, chúng nó cũng hiểu. Khênh thằng An chạy phứt lên, nhưng mà không thấy ai cười, chắc là xúc động quá. Đi sâu vào, trong khi đã thấy tiểu đoàn 9 đang dồn đội hình chuẩn bị hành quân, thấy tốp trinh sát đi qua, quần áo bùn đất lại có cáng, chúng nó nhìn theo, thăm hỏi trầm trồ mến phục. Tôi đã hãnh diện cất cái mũ đội cấn đã te tua, cho nó vẻ phớt đời một tí trước cánh bộ binh. Một thằng đang quát tháo trung đội của nó, kiểm tra mọi thứ inh ỏi. Quay lại tưởng ai, hóa ra thằng Huệ Kiều, Đồng Hương. Nó là trung đội trưởng rồi, nhanh tê. Nó bắt tay, may rồi hay ếch. Biệt hiệu của tôi do bị eczema kinh niên khi còn ở sông bé. Lệnh tiểu đoàn chờ tốp trinh sát, không thì rút đêm qua rồi. Đi được một lúc đã tới Sơn Đen, anh Nhân, đại đội trưởng, đến đón, kèm theo thằng y tá. Sơn Đen, Đồng Hương bảo tôi, đã chuẩn bị lập biên bản tốp trinh sát đêm và mất tích lên trung đoàn, và chỉ chừng 15 phút nữa là không thể chờ hơn. Anh Lượng sau này là trung đoàn trưởng trung đoàn 209. Nếu anh có nghe được câu chuyện này của 41 năm về trước thì hạnh phúc biết bao. Anh có biết không, mỗi khi nhớ tới biên giới Tây Nam, trong ký ức của tôi luôn có bóng hình anh ở trong đó. Khi Nông Pênh được giải phóng, tiểu đoàn 31 cũng lập tức di chuyển theo bước chân của các trung đoàn xung kích ra phía trước. Khi anh em đánh qua sân bay Puchen Tông, tiến vào vùng rừng núi ở phía tây thành phố, thì chúng tôi được đẩy lên đóng ở trường Đại học Y khoa Nông Pênh, gần Đại sứ quán Trung Quốc
trên đường Mao Trạch Đông. Cái tên đường này là do chế độ Pol Pot đặt. Bên cạnh đó là hai cái bệnh viện rất lớn. Một là do Liên Xô cũ xây dựng, rất bề thế và hiện đại. Các phòng bệnh sang trọng. Cái còn lại do Trung Quốc làm bằng vật liệu gỗ với phong cách Trung Hoa cũng không kém phần hoành tráng. Phải nói là cách ông Sihanouk này cũng khôn thật. Ông ta cứ giữ cái mâm trung lập rồi ngồi đó thưởng thức các đồ viện trợ. Tất nhiên, kèm theo những đồ viện trợ đó là những tính toán sâu xa. Chúng tôi vào xem khu bệnh viện thì thấy có rất ít phòng hoạt động. Hầu như nó đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi. Mạng nhện giăng đầy và bụi bặm phủ dày. Thành phố lúc này hoang vắng. Trong nội thành chủ yếu là các đơn vị kiểm soát quân sự đảm nhiệm. Họ được điều động sang ngay sau khi giải phóng thành phố. Lính của các đơn vị này ăn vận rất đẹp, tác phong chuẩn. Chỉ trừ chẳng bụi bặm, xa trường như cánh lính chiến chúng tôi. Trông oai nghiêm và thân thiện. Thật không hổ danh bộ mặt của quân đội nhân dân Việt Nam trước nhân dân bạn. Những người lính xung kích vừa tiến vào rồi lại phải tiếp tục đánh đuổi bọn Pol Pot. Ở phía ngoài thành phố, họ cũng có kịp biết mặt mũi cái thành phố này thế nào đâu. Tại đại sứ quán này, tôi và một số anh em được may mắn gặp bác Phạm Văn Đồng cùng đại tướng Văn Tiến Dũng khi hai người tới thăm Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 vào ngày 15 tháng 2 năm 1979. Cả lúc sở chỉ huy cơ bản đang đóng quân trong sứ quán, lần đầu tiên một anh thượng sĩ còn như mình lại có cái vinh dự tự nhiên được gặp một nguyên thủ quốc gia, một trong những nhân vật huyền thoại mà lại chỉ đứng cách tổng tham mưu trưởng chừng 5 mét. Thật là một điều may mắn. Bác Đồng vẫn giản dị trong bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn với dáng hao gầy dân dã. Bên cạnh là tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, thấp hơn bác Đồng nhưng oai vệ, với cặp lông mày phía đuôi vẩy ngược lên, trông đúng là dáng nhà binh, với nụ cười hiền hòa, thân mật, nhân dịp hai người cùng đoàn cấp cao của Đảng, nhà nước ta sang Campuchia, tức là chỉ còn 2 ngày nữa là chiến tranh nổ ra ở biên giới phía Bắc. Không biết công tác bảo vệ ở chỗ khác thế nào, chứ ở đây chỉ thấy toàn là lính và cán bộ của sư đoàn, rất ít người lạ, mà cũng phải thôi. Lực lượng tin tưởng hàng đầu mà lại. Và cũng ở đây có một nhân vật cũng nên nhắc tới ông ta. Chỉ ngồi cách tôi một sải tay. Đó là nhà báo Bùi Tín, lúc đó mang hàm đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Sau này ông ta đã bỏ xứ với thân phận của một kẻ lưu vong chống lại Tổ quốc. Tiểu đoàn 31 cũng vẫn huấn luyện tân binh, nhưng mà là những tân binh đặc biệt. Đó là những nam nữ thanh niên, trẻ tuổi. Và có những người đã 3 đến 40 tuổi cho lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia non trẻ của riêng việc tuyển quân, chủ yếu là do lời kêu gọi của mặt trận cứu nước và sự tự nguyện trước tình hình quản lý nhân khẩu lúc đó lộn xộn lắm. Ai là ta, ai là người của chế độ Pol Pot, thực ra cũng không dám chắc. Mấy năm qua, chế độ đã bị xới tung đảo lộn hết, gốc gác lẫn quê quán của cái đất nước này. Thành phố thì xua về công xã nông thôn, cải tạo lao động, vùng này sạt sang vùng kia. Không rõ ai là những người trước đi lính lon non hay công chức xung phong đi lính. Có người đã từng là lính Pol Pot cũng tham gia đều được chấp nhận, miễn là thấy họ tốt, có thiện chí với chế độ mới. Chính quyền ban đầu cũng có khá nhiều thành phần hai mặt, rất khó khăn cho ta. Nhưng rồi thời gian cộng với các biện pháp nghiệp vụ, ta đã dần bóc tách và thanh lọc được những phần tử này. Những tân binh đặc biệt như vậy được biên chế thành mấy đại đội. Họ vui sướng, hân hoan lắm khi được đứng trong hàng ngũ cách mạng. Sau này khi về các đơn vị chiến đấu cùng tham gia truy quét, đánh vào những căn cứ của bọn Pốt, nhiều người làm rất tốt. Ở tiểu đoàn 31 này, những ngày tháng so với anh em ở phía trước còn thong dong nhàn hạ. Nhất là khi đã sang Phnom Penh, lại may mắn được ngắm nhìn thành phố của một quốc gia láng giềng đầy bí ẩn, khám phá phố phường, phong tục tập quán mà mới hôm qua đây còn là sao huyệt của bọn giết người. Tôi rất ấn tượng về thủ đô của đất nước Chùa Tháp, khi nó cũng đã phải chịu thăng trầm, nghiệt ngã, đau thương cùng với dân tộc Khmer đã phải sống qua triều đại Pol Pot. Nhưng mà may mắn
nó vẫn còn nguyên vẹn. Thành phố nhỏ nhắn xinh xinh, trầm mặc dưới bóng những mái chùa, đền, tháp, cung điện, vang bóng một thời, nay đã rêu phong. Nhà cửa chủ yếu là một hai tầng, nhưng xung quanh phần lớn có vườn cây xanh nên rất thoáng mát với những rặng dừa, vú sữa. Những trái chín phía trên cửa ban công từ tầng 2 thò tay ra hái được. Có lẽ nó còn được nguyên vẹn như vậy là do bọn Pol Pot giải phóng xong Phnom Penh. Nó còn mãi lo toan tính âm mưu xấu xa của nó với ông hàng xóm tốt bụng, lại nghĩa hiệp là Việt Nam, và thực thi cái triết lý quái dị về quản lý xã hội, không trí thức, học hành, chợ búa và tiền tệ. Dân thành phố thì bị xua về các công xã lao động, cải tạo, nên nó chưa kịp phá chăng. Khi bộ đội ta tiến vào, thành phố không một bóng người dân, cỏ mọc quanh những điểm vui chơi công cộng, sân vận động Olympic do Liên Xô cũ giúp đỡ, cùng nhiều tuyến phố khác nhìn hoang tàn sơ xác. Bên trong sân vận động Olympic có những tuyến phố chứa toàn giày dép, bát đĩa, máy khâu của Trung Quốc. Chỗ thì toàn bàn ghế, sa lông hay vải vóc do bị quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng bạn đánh thần tốc. Bọn Pol Pot và lũ cố vấn phải nói là tháo chạy chứ không phải rút lui nữa. Bằng chứng là khi chúng tôi vào những căn nhà bề thế, cảnh ăn uống dở dang còn đấy, bát đĩa lăn lóc cùng những chai rượu Mao Đài rót còn chưa hết. Bên cạnh đó, những bao thuốc lá có xuất xứ từ Made in China bỏ dở. Nói đến rượu thì từ cha sinh mẹ đẻ, đến lúc đó bọn tôi có biết những thứ xa xỉ thế này đâu. Thấy vỏ chai rất đẹp và sang trọng, màu rượu thì sóng sánh. Xách đại một chai, ai dè có một đàn anh sành sỏi bảo là Mao Đài đấy. Mày lấy cho anh mấy chai? Hôm sau tôi rủ anh ấy đi khoác cho hai ba lồ chẵn. Tôi chỉ giữ hai chai để cho một ông anh cán bộ thân thiết với mình, còn cho ông anh kia hết. Sau này tôi nghĩ anh ấy có thể dùng vào việc ngoại giao hay mang được về Sài Gòn bán cũng khối tiền. Việc gì cũng đều tốt cả. Những loại hàng, loại thuốc xa xỉ hiếm hoi lúc đó chắc phải cả cây vàng chứ không ít. Nhưng mà tôi không tiếc, chỉ muốn được về quê mẹ thôi. Anh kia thì đã có vợ con, 7-8 năm chinh chiến mới có lon chuẩn úy. Anh ấy cũng thuộc diện sắp ra quân. Tôi còn phóng khoáng, rút trong túi quần cho anh ta thêm 1-2 chiếc nhẫn hai chỉ để mang ra Bắc làm vốn sống. Chẳng nên tiếc làm gì khi mình đang còn là lính. Dù mình đang chờ tàu, mà đường về quê mẹ xa lắc lư, lại còn mịt mù khói súng, sân si chỉ làm vướng bận ở trong lòng mình, đã vướng víu, thu vén cho bản thân, dù là rất nhỏ, thì cái tinh thần người lính của mình sẽ khác đi, sẽ lấn cấn so đo khi gặp phải khó khăn nguy hiểm, và cũng mất luôn đi cái hồn nhiên trong trẻo của tuổi thanh xuân mà tạo hóa đã ban cho mỗi chúng ta, mà vô tình ta không hay biết. Để rồi tới một ngày tỉnh ngộ thì nó đã xa lắc. Sau này hắn hay tôi nghĩ vậy, tôi cũng không tiếc làm gì khi ngoài kia chỉ hơn chục cây số thôi. Bao nhiêu anh em đang đánh Pot, máu của những người lính Việt Nam như mình vẫn còn đang chảy. Tôi thì làm gì có vàng. Nguyên do là gần chỗ ở của đơn vị có một kho vải và quân trang của bọn Pol Pot, toàn vải Tô Châu mới tinh. Kiểm soát quân sự hay những bộ phận có trách nhiệm thẩm quyền còn có nhiều việc hay là cũng chưa biết tới, và cũng không nhanh bằng cánh lính của chúng tôi. Cho nên anh em lấy mỗi thằng một bộ để ra phố diện, chứ lấy nhiều làm gì cho mệt. Tôi vốn là văn thư, cũng đã tham gia kiểm tư trang của anh em tử sĩ nên đã biết. Buồn lắm, có đứa còn cả một bộ gabardine mới tinh mà cứ để dành trong đáy ba lô, lại phải gửi những di vật tư trang về quê nó. Thêm một lần để mẹ già rơi nước mắt, chứ báu bở gì. Hôm trước, có anh lính của Hin Song Rin gặp tôi ở đó. Anh ra hiệu đổi vàng, lấy quân trang. Anh ta chỉ vào quần áo và giơ ngón tay lên ra hiệu. Tôi nghĩ đổi chắc gì, cầm vàng đen bỏ mẹ và cho luôn anh ta. Nhưng anh ta cứ tháo ở tay ra đưa cho tôi. Tôi nghĩ thôi cũng được, mang về cho mấy ông lớn tuổi sắp ra quân, không thì rủ nhau mua gì nhậu chơi. Và tôi vòng vào lấy cho anh bạn phóng khoáng này mấy bộ nữa.
Anh ta rất sướng, cứ cảm ơn rối rít. Tôi ra hiệu cho anh ta phải để ý kiểm soát quân sự Việt Nam, nếu không là bị bắt liền đấy nha. Anh ta gật gật ra chiều hiểu chuyện, rồi cười vang. Không hiểu sao vàng lại nhiều đến thế. Một thời gian sau, đã có rất đông Việt kiều cũ mò sang. Còn anh bạn kia thì có lẽ còn vui hơn nhiều, vì được khoác trên mình bộ quân phục như những người lính tình nguyện Việt Nam là một điều vinh dự. Khi đó, nó chỉ khác là chiếc mũ cối của lính Việt Nam và chiếc mũ kiểu cắt ghép của anh em lính mặt trận cứu nước Campuchia, là cái phù hiệu năm ngọn tháp mà thôi. Còn tôi, dù biết mình nếu mà về lại 209 thì sẽ thuận lợi hơn cho việc giải quyết chính sách, nhưng cũng còn nhiều trắc trở. Một phần thì ngoài việc giải quyết chính sách của mình, trong lòng tôi thú thực nhiều lúc nhớ anh em cũ, nhớ cái trung đoàn 209, cho dù chẳng ai lại muốn gắn bó lâu dài với nó làm gì, nhất là trong lúc khói lửa thế này, mà chẳng phải anh em ruột thịt gì. Mà nay kẻ mất người còn, rồi tuyên chuyển đơn vị tứ tán cả rồi. Nhưng mà lòng tôi đã quyết, hơn nữa lại gặp cái cứ ba lô của đại đội 21 ở gần bên sân bay Puchentong, có chú em liên lạc, một mình coi nhà trèo kéo. Thế là tôi quyết định xin trở về 209, mặc dù nơi ấy tiếng súng vẫn chưa dứt hẳn. Lúc này, ngoài về phía sau hay đảo ngũ, còn ra phía trước thì chả biết anh làm gì. Cấp trên, cấp dưới đều hoan nghênh tuốt. Ở Phnom Penh mấy ngày trước, cũng may mắn, tôi được chứng kiến lễ hội Chăm Thoan Cơ Mây của người Campuchia, rất vui. Mới hôm nào hoang tàn, hiu hắt, với những dòng người giặt dẹo, một loại quần áo màu đen làm lũ đói khát, nhếch nhác, ngược chiều tiến quân của quân tình nguyện Việt Nam. Vậy mà hôm nay, đổi thay ở đâu ra mà nhanh thế? Cứ như cổ tấm trong chuyện cổ tích Việt Nam bước ra. Một Phnom Penh, một Campuchia hoàn toàn khác lạ. Màu mè về quần áo, thừa thãi những nụ cười lẫn trong tiếng trống bập bùng của điệu lâm thôn sôi động. Lính mình khi đánh nhau dài ngày, đất nước lại còn nghèo, nên anh lính ngoài chiến trường cũng nghèo theo. Trông có phần bụi bặm, lúi xúi một tí. Ấy mà khi có điều kiện tóc tai, quần áo tươm tất, nhiều anh trông sáng nước lắm. Khi vào vòng lâm thôn rồi, tay chân tôi còn lóng ngóng, mà tôi để ý nhiều on Khmer cứ tròn xoe đôi mắt như thể bị thôi miên vào những anh chàng quân tình nguyện. Có rất nhiều chuyện, nhiều cảm xúc buồn vui dọc đường chiến trận của người lính Việt như tôi, cùng hàng vạn những đời đồng đội khác. Có lúc vui như bất tận, nhưng có khi lại như rớm lệ trong lòng. Tôi rời 31, một ngày sáng hè oi ả, trong thành phố bình yên dưới những tán lá bằng lăng tím ngắt, tưởng như bất tận đang đùa giỡn đuổi nhau về phía chân trời trên đường Mao Trạch Đông. Một đại lộ rất đẹp chạy qua trung tâm thành phố. Hình như nó được bắt đầu từ cầu Moni Vông thì phải, và hướng về phía sân bay Puchentong. Lại rời xa nơi đô thành êm ả, bình yên, về nơi còn mùi thuốc súng, mà lại chưa biết khi nào được trở về quê mẹ. Đúng là cái duyên với ngôi sao vàng ở trên mũ mình chưa hết. Lại lên đường tiếp bước hành quân. Tôi tặc lưỡi, còn rất nhiều đứa khổ hơn mình, nghĩ làm gì cho mệt. Về lại đại đội 21 ngày xưa, sau hơn một năm xê dịch, Sơn Đen bây giờ đã là chính trị viên đại đội. Nó vui lắm và bảo tôi: "Thôi, trong khi chờ đợi có được giải quyết chính sách là mày ra luôn. Còn giờ chả lẽ ông lại chơi? Ông làm tạm văn thư hay có báo tường hoặc khẩu hiệu gì đó, ông giúp tôi. Thứ hai là ông không phải làm gì, nhưng phải cố gắng ra dáng một đàn anh cho các em nó noi theo." "Được, việc gì chứ, việc này mày không phải lo." Tính nó vẫn thế. Hai thằng nhà cách nhau một cánh đồng, cùng một tiểu đội tân binh từ hồi còn ở Lục Nam, chẳng khác gì anh em ruột. Sơn Đen nó không phải là người học rộng biết nhiều, nhưng nhanh nhẹn gan lì, công tác nhiệt tình, rất sáng dạ. Được anh em quý mến, gọi nó là Sơn Đen, vì nó râu quai nón cạo nhẵn rồi vẫn cứ đen xì, cộng với nước da. Nếu đi điều nghiên trinh sát thì không cần phải hóa trang đen trắng, cứ để nguyên bản như thế cũng bí mật lắm rồi. Và gọi thế là để phân biệt nó với anh Sơn Tét, người thị trấn Cồn, Nam Định.
Lúc này đại đội 21 sau một đợt truy quét đã về lại ngã 6 Bát Đen, nếu lên U Đông khoảng 15 cây số. Mấy khi họ nhà trinh sát được hội quân đông đủ cũng vui. Sư đoàn 7 trên con đường giải phóng và bảo vệ đất nước đã có hai lần vinh dự được trên lựa chọn cắm lá cờ Tổ quốc trên nóc Dinh Độc Lập. Tuy bị chậm một chút do vướng víu địch lẫn dân trong trảng bom và cầu gành nhỏ yếu, xe tăng không vào được. Và lần thứ hai này cũng vậy, trực tiếp giúp bạn cắm lá cờ có 5 ngọn tháp lên xào huyệt của chế độ khát máu diệt chủng. Nhưng mà anh em có rõ mặt mũi cái thủ đô của người láng giềng thế nào đâu, lại phải tiếp tục đánh ra vùng tây thành phố, nơi có những căn cứ hiểm yếu do bọn Pốt dựng lên, với rất nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh còn lại trong đó. Cộng với sự tiếp sức của bọn quan thầy, với ý đồ Việt Nam phải xa lầy trong một cuộc chiến, không bao giờ biết đến chiến thắng, một bản sao của Liên Xô cũ khi tràn sang giúp Afghanistan. Ấy vậy mà những người lính tình nguyện Việt Nam nhỏ bé, lắm khi cơm còn đứt bữa, sốt rét vẫn phải gắng gượng, chống gậy mà đi, thiếu thốn gian khó trăm bề, đã làm nên điều kỳ diệu, tưởng như là không tưởng, giúp cả một dân tộc bên bờ vực thẳm hồi sinh. Nhưng mà cái giá của vinh quang ấy ở đâu thì tôi không biết, còn cái gánh nặng trần ái ở nơi này thì lính mình khổ lắm. Trung đoàn 209 cùng sư đoàn đã đánh chiếm Am Leng, nơi đặt văn phòng 870 Trung ương Pol Pot, truy kích tiêu diệt gọi hàng địch quanh Am Leng, núi Kim Ri và trong dãy núi Uran hàng năm trời ròng rã. Sốt rét, thiếu thốn, thương vong cực kỳ gian khổ. Qua khai thác tù binh, ta đã biết tên Tả Mốc quanh quẩn chỉ huy lính Pol Pot ở khu vực này và đang có ý định chạy trốn sang biên giới Thái Lan. Nhưng mấy lần truy bắt đều để sống nó. Tù binh cho biết nó bị cụt một chân, chuyên cưỡi voi để di chuyển. Có lần trinh sát đã phát hiện ra những bãi phân voi còn mới và lần theo dấu vết. Nhưng nhờ có đám bảo vệ trung thành và sự tinh quái của tên này, nên khi mình ấp tới thì nó đã chuồn ra biên giới. Phong trào leo núi bắt sống Tả Mốc có lúc đã trộn rộn, hào hứng, đầy khí thế trong trung đoàn, nhất là cánh lính trẻ. Tên Tả Mốc này hung bạo quỷ quyệt, nên từ một tên chính ủy còm của quân khu Tây Nam, nó đã nhảy lên chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội. Tuy đã giải phóng Phnom Penh rồi, nhưng cuộc chiến đấu của Trung đoàn 209 và sư đoàn vẫn cực kỳ khốc liệt. Có khi ta bị lính Pốt nó cắt đường bao vây, phục kích 2-3 ngày. Trung đoàn không đưa được thương binh, tử sĩ về phía sau. Khi đánh sâu vào Am Leng, nơi từng gọi là thủ đô kháng chiến của Pol Pot, rồi lùng sục truy kích, tiêu diệt gọi hàng, ta còn bắt được hàng đống vũ khí, có cả xe tăng, pháo cối, phương tiện chiến tranh của nó nằm trong các kho tàng ở trong rừng. Người xưa nói không sai, thực túc binh cường, phải cắt nguồn sống của bọn nó. Ngoài việc dần xóa sổ những căn cứ lán trại trên biên giới, thì trong nội địa, cụ thể là quanh Am Leng, Kim Ri, trong dãy Uran, ta ngoài tăng cường truy kích, vận động gọi hàng, trinh sát 21 còn kiên trì phục kích các nương ngô, sắn, ruộng lúa, kho tàng nhằm đánh vào cái dạ dày của Pol Pot suốt cả tuần lễ. Nhiều lính Pot đói không chịu được đã phải ra hàng trong tình trạng đói khát, thổ phỉ vô cùng. Tù binh còn khai rằng có trường hợp chúng nó giết lẫn nhau để tranh miếng ăn. Nắm được tình trạng đó, quân ta giáo giết truy quét, đánh sâu vào cả những chỗ hiểm yếu. Trinh sát có lần bắt được một thằng tầm 16-17 tuổi. Khi đói quá, nó mò ra nương ngô kiếm ăn. Thằng này nhỏ con, trắng trẻo, hiền lành. Lính 21 đưa về sai vặt, gánh nước, kiếm củi, phụ giúp anh nuôi. Nó tên là San, tiếng Việt bập bõm. Hàng tháng trời, cả 21 đã coi nó như quân nhà, đã tưởng ngon lành. Thế mà đùng một cái, nó trốn mất tăm. Cũng may không xảy ra chuyện gì. Nó chỉ trốn người đi không, không lấy vũ khí, cũng chẳng trộm cắp gì. Lạ vậy. Không biết Pol Pot nó tuyên truyền khống chế kiểu gì mà gớm thật. Cuối cùng ta cũng ổn định được tình hình chính quyền mới của ông Hiêng, cũng dần lớn mạnh.
lực lượng vũ trang cũng đã trưởng thành, từng bước dần đảm nhiệm được những công việc nhất định. Bằng kinh nghiệm và biện pháp nghiệp vụ, ta đã bóc gỡ được cả những thành phần hai mặt mà bọn Pot cài cắm vào chính quyền mới của Hyung Song Rin. Có một hôm, trinh sát được lệnh đi phối hợp vòng ngoài, còn mọi việc là do cánh quân báo an ninh họ lo. Chiều xuống, trinh sát đi hỗ trợ theo sự phân công đã bố trí, bí mật bịt các ngả đường có thể thoát ra rừng. Từ những cái phum đó, cuối cùng ta đã bóc được gần hết như nguyên vẹn một bộ khung chính phủ hoàn chỉnh của bọn Sereka đang ở trong mấy cái phum bên cạnh. Thật choáng váng, cả ngày bọn tôi vẫn ra vào mấy cái phum đó xin nước thốt nốt và đổi gạo thuốc men, lấy ít thực phẩm về cải thiện. Gần đủ một nội các mới, từ thủ tướng đến các thứ trưởng, tất cả đều bị còng tay và cùm chân trong mấy cái lều bạt do bên an ninh quân báo họ trực tiếp giám sát. Còn chúng tôi thì nhiệm vụ là ở vòng ngoài. Khi tôi ngó vào xem mặt hàng, toàn những thằng mặt mũi trông già phết. An ninh tình báo của mình kể cũng giỏi thật, nhưng mà mẻ lưới đó cá vẫn chui được ra một số. Vì chiều hôm trước có lẽ có chủ quan khi đi giao vị trí đón lõng, quân ta đã đứng trên xe jeep chỉ trỏ, có thể phần nào chúng nó nhận ra rồi phòng bị trước. Trung đoàn 209 lúc này đang ở ngã 6 Bát Đen, nơi đây gần chỗ thằng Bình Tém đã hy sinh và cũng gần khu hy sinh của nhóm trinh sát, do thằng Thu, nó đồng hương đồng ngũ với tôi chỉ huy. Cũng tình cờ, tôi gặp được hai thằng em, cũng mới vào 21, người dân tộc Thái, miền Tây Thanh Hóa, là Bùi Thế Anh và Linh, là hai đứa trực tiếp đi cùng tốp trinh sát của anh Thu hôm ấy, đã thoát hiểm, trở về. Hai chú em này trông nhanh nhẹn, khỏe mạnh và hồn nhiên. Một cái hồn nhiên như của núi rừng đã ngấm vào máu thịt họ từ bao đời. Tôi cũng có cảm tình ngay với bọn nó. Lớp lính này và trinh sát rất hợp thổ. Ngoài tinh thần dũng cảm, chấp hành kỷ luật ra, họ còn có một số kỹ năng sống độc lập để tồn tại mà không phải ai cũng có ngay, như tạo nên các bếp lửa giữa trời mưa giả dích trong tận rừng sâu, tìm kiếm thức ăn, cải thiện, thích nghi nhanh với khó khăn, gian khổ chiến trường. Đặc biệt, với địa hình rừng núi, họ sống chất phác, giản dị, hồn nhiên và rất tình cảm. Anh và Linh là hai người lính đã dũng cảm quyết đoán khi thấy tốp trinh sát của mình bị thất thế, lúc bị bọn Pốt quây ở dưới cống, khi bọn Pốt đã chủ động. Bùi Thế Anh kể lại, bọn em bị nó lừa, nó phục kích sẵn, trong khi chúng nó ép dân làm mồi nhử. Dân vẫn gom củi và cỏ đốt rẫy bình thường, dưới những làn khói lượn lờ. Bọn em đến gần nơi, nó mới nổ súng. Khi trinh sát tụt xuống cống mương thủy lợi, nó quay lại ném lựu đạn và bắn vào trong cống, nghĩ rằng cứ ở trong cống mương này thì sẽ chết hết, vì chúng nó đã trực chờ bao nhiêu họng súng vào đó, và chỉ cần bọn Pốt nó ném lựu đạn nhiều vào trong cống cũng đủ chết rồi. Thôi, đằng nào cũng chết, mình cứ liều mạng, bất ngờ vọt lên, quăng lựu đạn bắn bừa vào chúng nó rồi chạy. May ra có cơ còn sống sót. Đứng chấn ngoài miệng cống, Bùi Thế Anh đã gan dạ, nhanh tay nhặt và ném trả tội lính Bốt ba quả lựu đạn khi nó còn đang xì khói, chưa kịp nổ. Nhưng mà không nhanh tay, tinh mắt may mắn mãi được, rồi sẽ có quả nổ. Anh đã quyết định xông lên khỏi cống. Cùng với anh còn có thằng Linh non choẹt, cũng quê bá thước Thường Xuân. Hai anh em liều mạng, cảm tử, nhảy ra khỏi cống. Mỗi thằng tung một quả lựu đạn và lia một loạt AK về phía bọn Pốt, đồng thời bám bờ mương, vừa bò tháo lui vừa bắn trả. Bọn Pốt cũng chỉ bắn theo và hò hét, chứ không dám xông lên. May mắn thay, giữa lúc đạn nó bắn như vãi trấu mà hai anh em lại không hề ấn gì, chỉ có một người bị thương ở phần mềm cánh tay. Đánh nhau sống chết, lắm khi nó thế đấy. Tử thần cứ như đùa giỡn, có lúc lại như lọc tay với số phận mỗi con người. Và Bùi Thế Anh, Linh, hai anh chàng trinh sát người Thái, những đứa con của núi rừng miền Tây Thanh Hóa, đã thoát chết một cách ngoạn mục. Bùi Thế Anh đã được trung đoàn cài lên ve áo ken lon hạ sĩ, tuyên dương khắp trung đoàn. Mùa khô năm 1982, tình hình đang có xu hướng ổn định
quanh khu vực Am Leng, Kim Di, nơi đơn vị đảm nhiệm địch chỉ còn nhỏ lẻ. Quân số đại đội 21 phần lớn được hội đông đủ, hàng ngày tập trung huấn luyện giữa mùa khô, cát bụi lúc nào cũng dính cát. Khí trời ngột ngạt, khô khốc, lính tráng da đen nhẹm và dường như không muốn để cái chân vốn quen sải bước và cái đầu của lính buồn hay mây gió vu vơ. Báo tường thơ ca hò vẻ, bóng chuyện khắp trung đoàn. Sư đoàn đã được phát động, không khí anh em trong các đơn vị sôi nổi hẳn lên. Tuy là một thương binh, phong độ có giảm sút, nhưng được cái đôi chân lành lặn, vặt đá thôi chứ không dùng đầu, vì vết thương mà cũng ham bóng quá, nên tôi vẫn luôn tham gia cùng anh em, không sót một trận nào, nhất là khi hội thao ở trung đoàn. Ở đây gặp Lâm Tây, một chân trung vệ rất khó chơi, cứ lực lưỡng như tuyển thủ quốc gia trước cầu môn. Rồi Hỗ, Hùng và Sơn, sếp Trần Cường khi cao hứng cũng nhảy vào cái chân hậu vệ. Sếp thì chỉ có chờ bóng tới chân là nhiều, nhưng mà được cái còi to, náo động nên cũng rất vui. Anh em đôi khi ham bóng cũng chẳng để ý đến thủ trưởng, thủ phó gì. Phàng tất, nghĩ cũng buồn cười. Đúng là tướng sĩ một lòng phụ tử. Nó làm chan hòa, gần gũi, tình thân thiết, cán binh. Sơn Đen lúc rảnh rỗi, nó cũng hay dẫn tôi đi thăm thú những nơi anh em cũ. Còn lại người cũ thì không còn lại mấy. Có còn lại thì đều là những cán bộ thấp nhất, cũng là bê trưởng. Đi với Sơn nhiều, đâm ra cũng nghiện nước tốt nốt. Cái thứ nước nó tuyệt thật, còn ngon hơn cả bia. Nếu được uống ngay khi người dân ca họ vừa leo lên gỡ xuống. Thốt nốt ở đây nó mọc thành rừng, mà Sơn Đen nó phụ trách chính trị. Nó gặp gỡ dân nhiều, từng giúp đỡ hướng dẫn họ gieo trồng lúa, xây dựng chính quyền, và họ cũng biết nó là lục thum. Vì có cái cẳng dò súng ngắn, nên đi đâu hễ và phum là họ nể trọng. Tôi còn theo Sơn vào tận núi Tù, nơi Pol Pot giam cầm, tra tấn, giết hại hàng trăm đồng bào của nó. Đã mấy năm rồi, mà vẫn chưa hết bàng hoàng vì những bộ xương khô còn nằm bừa bãi. Vào đầu mùa khô năm 1982, thì có lệnh của trên. Sau một thời gian bị ta đánh dồn dập ở mọi hướng, mọi nơi, Pol Pot phải co lại. Nay được chi viện cung cấp từ phía biên giới Thái Lan, nó lại lập căn cứ, củng cố lực lượng luồn vào nội địa. Hàng trung đoàn cùng với bọn tản quân ở các vùng miền đã tan tác, chạy loạn sang Thái Lan, và biên giới này cũng đã tập hợp trở về đây. Nên ta phải mở chiến dịch đánh tan ý đồ đó, khóa chặt tuyến biên giới, chặn nguồn cung cấp, nuôi dưỡng cho bọn đang nằm trong nội địa của Pol Pot và những phe phái khác. Lúc này đang là mùa khô, nên phải nhanh chóng đập tan những ý đồ đó của bọn Pol Pot. Trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ là mũi chủ công của trận này. Mục tiêu là cứ điểm Son Son, nằm trên biên giới Thái Lan. Nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, vì chiến trường xa lạ mà ta chưa kiểm soát hết được tình hình. Ở đó địa hình hiểm trở, khó cơ động, thời tiết thì khắc nghiệt, thung thổ chưa quen, nguy cơ sốt rét luôn đe dọa mỗi người. Ấy là chưa nói đến nước uống. Tóm lại, đây là một vùng đất lành ít dữ nhiều. Nhưng dù gì đi chăng nữa, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường được thành lập do chính trung đoàn trưởng chỉ huy. Lúc này sếp Cường đã không còn ở 209 nữa, mà sau giải phóng Phnom Penh hơn một năm, sếp đã được chuyển đi nhận nhiệm vụ khác. Ông Lương Xuân Ính, quê Tứ Kỳ, Hải Dương, là người mới được bổ nhiệm về làm trung đoàn trưởng thay sếp Cường. Trung đoàn trưởng Trần Cường, một người đã gắn bó một phần cuộc đời binh nghiệp, tâm huyết của mình suốt chặng đường chinh chiến bi hùng và mang tính bước ngoặt của lịch sử bảo vệ biên giới Tây Nam, cùng với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 209 từ rừng Long Giang sang ngã ba Chầu Chết, Cốc Chóp tới bờ tường Ủi. Và giờ phút lịch sử, ông chỉ huy trung đoàn tiến vào giải phóng Phnom Penh, rồi đánh Am Leng, Kim Ly. Ông là một chiến binh đầy quả cảm, rất hay với các chỉ huy đánh giặc, và đời thường cũng khác người, đầy cá tính. Thậm chí có chuyện đã thành giai thoại trong lính, nhưng trên hết đó là trách nhiệm và tinh thần dũng cảm, quên thân của một người cán bộ. Nhưng tiếc thay, khi mà đường tới vinh quang đã thấp thoáng phía chân trời, thì ông lại bị thương ngã ngựa.
Một thằng trinh sát còm như tôi, dù rất ít lần đi trực tiếp với ông, nhưng cũng như anh em đại đội 21, vẫn mãi nhớ về một trung đoàn trưởng mạnh mẽ, gan dạ, đầy cá tính. Cùng trung đoàn trưởng, anh Nhàn, anh Lượng và sau này là anh Nguyễn Khắc Hồng. Những chỉ huy bản lĩnh, thao lược, rất yêu lính, luôn luôn hết lòng vì nhiệm vụ, nhưng cũng rất trương phi. Nếu như mình đi cùng họ mà mắt trước mắt sau ẻo uột, thì nguy cơ bị đá đít cũng như chơi. Toàn cán bộ và các bộ phận đi chuẩn bị chiến trường lần này, gồm cán bộ từ đại đội trở lên, cùng các bộ phận phục vụ, nên quân số cũng phải hơn 20 người. Sở dĩ phải đi đông như vậy, vì quân mình từ xa tới muốn tạo tính bất ngờ. Phải giải quyết nhanh mục tiêu, chậm trễ địch có thể bỏ chạy hoặc tăng cường phòng chống. Nên đoàn chuẩn bị đi trước 1-2 ngày, đến khi nóng mục tiêu. Sau khi quay ra thì đội hình trung đoàn cũng đã tới nơi. Là các đại đội tiểu đoàn tham mưu tác chiến, trinh sát đi theo lập tức theo hợp đồng, đưa đơn vị của mình vào chiếm lĩnh trận địa ngay. Một kiểu tác chiến khẩn trương, cầm tay chỉ việc tại chỗ. Trong đoàn chuẩn bị chiến trường gấp gáp. Lần này, trinh sát trung đoàn chịu trách nhiệm nặng nề, phải soi đường tìm căn cứ song san của bọn POT và đưa đoàn cán bộ vào quan sát thực địa. Rồi dựa vào đó, trung đoàn trưởng trực tiếp ra mệnh lệnh cho các đơn vị ngay tại chỗ. Đại đội 21 được cử đi 3 người, tổ trưởng là Nguyễn Hữu Ngôn, tức Ngôn Kèo. Ngôn mà tháng 12 năm 1977, nó đã cùng với tôi và anh Lượng trong lập biên bản tổ trinh sát mất tích. Ngôn Kèo của chúng ta vẫn vậy, vẫn tốt bụng và chăm chỉ. Và chỉ có một điều khác là Ngôn giờ không còn ngu ngơ như bỏ đội nón của cậu tân binh khi mới bước sang ca nữa, mà đã thành một Ngôn rắn giỏi, tinh khôn, gan dạ. Bây giờ Ngôn đã là một đảng viên trung đội trưởng của đại đội 21. Anh Trương Duy Hoan, mặc dù nhập ngũ tháng 2 năm 75 cùng lứa với tôi và Sơn Đen, bây giờ Sơn đã là chính trị viên của đại đội 21. Còn anh Hoan dù rất khỏe, chịu khó, hiền lành, nhưng hơi chậm, nên Hoan vẫn luôn là cựu anh nuôi trưởng. Mãi sau này, cạn người quá, lính mới thì nhiều. Vâng, có mới mà vẫn không nới cũ được. Thì dù sao, một anh lính cũ như Hoan vẫn tốt và dù là đồng hương, nhưng với quyền hạn của mình, Sơn Đen vẫn yêu cầu rồi động viên Hoan phải rời cái binh chủng nhỏ nhem với vũ khí là song nồi, mắm muối, dưa cà. Từ ngày vào Nam đến giờ, bắt buộc anh phải làm cán bộ. Mặc dù anh có phần chậm và có tính nhút nhát, anh xuống làm bê phó. Chuyến này, anh đi làm tổ phó cho Ngôn. Người thứ ba là thằng Hải quê Hậu Giang, lính mới bóc tem, áo vẫn còn nguyên nếp. Trinh sát 209 còn được tăng cường thêm 3 trinh sát của sư đoàn. Đích thân anh Sơn, chính trị viên, giao nhiệm vụ cho Ngôn và tổ trinh sát đưa toàn bộ đi chuẩn bị chiến trường lần này. Dù không có cán bộ đại đội đi theo, nhưng có cả thủ trưởng trung đoàn đi cùng. Do vậy, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. Ngoài ra, còn phải để mắt, bảo vệ cả thủ trưởng tính nữa đó. Và nếu không may bị địch phục kích, thì các em phải nằm lại chặn địch rồi rút lui sau nhé. Đừng có mà bỏ của chạy lấy người là không được đâu. Ngôn phân công anh Hoan và Hải số quân nhu lấy nhu yếu phẩm cho 10 ngày. Nhưng mà chủ yếu là xin bột canh và gạo sấy cho nó nhẹ. Còn Ngôn đi chuẩn bị bản đồ địa bàn là hai thứ cần thiết, còn hơn cả cơm ăn nước uống. Đối với mỗi người lính trinh sát, rất cẩn thận. Ngôn còn kiểm tra lại súng. Mặc dù đã có 4 băng đạn, nhưng Ngôn vẫn kẹp thêm băng nữa vào khẩu AK. Đồng thời thắt dây lại chặt chẽ hai quả lựu đạn M26 của Mỹ. Linh cảm của những người lính trinh sát đã 5 năm liên tục lặn lội trên chiến trường. Dường như nó đã mách bảo anh đây là một chuyến đi lành ít dữ nhiều. Câu chuyện sau đây do Ngôn kể lại. Và khi tôi, tức Ngôn, lên chỗ tập trung của đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường trên trung đoàn bộ, thì đã thấy đông đủ các bộ phận. Trong đó có thằng Lược, nó cùng quê, cùng lớp huấn luyện tân binh với nhau, hiện là lính của đại đội 20 thông tin trung đoàn. Nó nhìn tôi gật gật cái đầu. Cùng là lính chiến ở một trung đoàn với nhau, nhưng mà trong mắt chúng tôi thì chúng nó là lính kiểng. Khi đánh nhau thì xa mũi tên hòn đạn lại luôn được cặp kè với các sếp
Lược cũng biết, thế nên nó cũng lo lắng cho tôi. Nó nói nhỏ: "Ta thấy thủ trưởng Ính với lại bộ phận tham mưu tác chiến có vẻ căng thẳng với nhiệm vụ này lắm. Có lẽ vì nó xa xôi, lạ lẫm, lại hiểm trở, giáp với đất Thái. Thời gian đi thì gấp gáp, mày cẩn thận đấy." Nó là lính thông tin, nhiều khi chuyện cơ mật nơi cơ quan đầu não, bọn nó có lúc còn nhanh hơn cả trinh sát. Nhưng mà tôi cũng trấn an thằng bạn bằng một thái độ tự tin: "Mày cứ yên tâm, tao có đủ kinh nghiệm luồn rừng lội suối và cắt đường, đồng hương ạ." Nhưng mà nói cứng với nhau thế thôi, tôi cũng thầm cảm ơn thằng bạn. Ngoài tình đồng đội, nó và tôi còn có cả một tuổi thơ gắn bó nơi cây đa, bến nước, sân đình và những cánh đồng lúa vàng đẹp mỗi khi mùa thu đến, nơi quê nhà gần con đường 5 Hà Nội đi Hải Phòng. Nếu ai đã từng là lính chiến thì chắc hẳn cũng rất thấm thía cái cảm giác dặn dò, lo lắng tới mình của một người bạn thân thiết, vừa là đồng chí lại có tí đồng hương ấy. Nó bâng khuâng, se se lạnh ở trong lòng, tựa hồ hơi gió heo mây thoang thoảng trên sân ga chiều. Một lần nào đó ở trong đời ta được người thân đưa tiễn. Trung đoàn 209 trong chiến dịch quét sạch các căn cứ và khóa chặt đường tiếp tế của bọn POT vào trong nội địa được xác định là mũi chủ công nên nhiệm vụ rất nặng. Chúng tôi dậy u đông bằng chiếc GMC chạy một mạch không nghỉ. Mất một ngày mới lên tới thành phố Bát Tam Bang. Có hơn 200 cây số thôi, nhưng vì đường xá xấu cộng với địa hình rừng rú và với tình hình an ninh chưa hoàn toàn ổn định nên xe không thể chạy nhanh hơn được. Từ thành phố Bát Tam Bang đi vào nơi tập kết như kế hoạch trên bản đồ còn khá xa. Đường xá có lẽ từ thời Pháp bỏ lại đến giờ. Lũ POT thì chắc chỉ lo xây dựng mô hình công xã quái gở, không để ý gì nên ngày càng khó đi, và rồi phải bỏ xe để quốc bộ. Thế là hết chế độ chơi sang, trả lại làm anh lính tình nguyện Việt Nam nghèo nhưng mà nghĩa hiệp với đôi chân quốc bộ đã từng được phong cấp chân đồng vai sắt. Đường ngược lên biên giới Thái Lan càng lên càng khó nhọc, rừng rậm người thưa, mỗi bước chân dựng ngược lên dốc. Rừng thì càng đi càng hiểm trở, hơi đất bốc lên gặp lạnh tạo thành những đám mây bay cứ là mặt đất như quấn lấy người. Có lẽ cuộc tây tiến trong thơ của Quang Dũng mô tả người lính vệ quốc đoàn gian khó, khó nhọc thế nào thì cuộc thái tiến lên biên giới Thái Lan lần này cũng chẳng kém gì. Cả đoàn phải quốc bộ đến trưa hôm sau mới tới được điểm dừng đầu tiên. Theo như phương án trên bản đồ, chỗ này sẽ là điểm tập kết của trung đoàn khi cơ động từ U Đông lên. Trước khi đánh vào điểm Son San, sau khi cho cảnh giới bốn xung quanh, anh em tranh thủ nghỉ ngơi và dở cơm nắm ra ăn. Anh Hoan và thằng Hải mệt nên tranh thủ tựa vào gốc cây ngủ gà ngủ gật để lấy sức cho chuyến đi đêm. Còn thủ trưởng Ính tranh thủ tập trung cho cán bộ lên hội ý, quán triệt và bổ sung thêm một số việc nữa, rồi ra lệnh: 4 giờ ăn uống, 6 giờ sẽ xuất phát. Từ đây vào đến cứ Son San, theo bản đồ là khoảng hơn 7 cây số, là khu vực trong tầm kiểm soát của địch nên mọi người phải hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu phòng khi địch nóng ra xa căn cứ để bảo vệ. Nhưng mục đích của trên là đánh tiêu diệt nên ta phải giữ yếu tố bí mật, tránh nổ súng, trừ trường hợp đặc biệt. Đội hình tiềm nhập trinh sát đại đội 21 đi trước cắt đường tới nơi quy định, đặt cây đài để tham mưu tác chiến và các tiểu đoàn lên trinh sát thực địa. Và khi quay về thì trinh sát trung đoàn lại làm nhiệm vụ chặn hậu, còn trinh sát sư đoàn sẽ đi trước. Khu vực này địa hình bất lợi cho bên tấn công và lợi thế cho bên phòng thủ, nhất là khi bọn Pol Pot nó lại quen thuộc địa hình. Cũng chính đầu năm 1979, trên mặt trận Bát Tam Bang này, sau khi phá vỡ thế đứng cuối cùng của Pot trên đất Ca, để rồi nó phải động nhờ bên Thái Lan, quân đoàn 3 của ta khi thu quân rút ra chi viện cho biên giới phía Bắc, quân đoàn trưởng quân đoàn 3 thiếu tướng Kim Tuấn đã hy sinh và bị phục kích trên đường chỉ huy thu quân về nước. Do tính chất của địa hình như vậy nên tốc độ di chuyển rất chậm. Tôi tự biết trách nhiệm của mình nên luôn đi đầu đội hình. Đêm tối như bưng lấy mắt, nếu không có tiếng động do va chạm vào lá cỏ cây rừng thì với cách đi của chúng tôi,
Có lẽ khi đến sát bên bọn gác, nó mới biết được với chiếc đèn pin bằng ngón tay, chiến lợi phẩm và chiếc địa bàn của Mỹ trên túi áo, cùng với kinh nghiệm học hỏi từ những đàn anh. Tôi có đủ tự tin đưa đoàn cán bộ đến nơi cần đến. Chỉ hiểu một nỗi, đoàn chuẩn bị chiến trường lần này hơi đông. Những cán bộ dạn dày cấp trung tiểu đoàn thì không nói, còn cấp đại đội, nhiều anh còn non lắm. Do yêu cầu nhiệm vụ phải đôn họ lên làm cán bộ mà chưa có đủ thời gian cho họ. Vì vậy, nhỡ không may sơ hở, lộ bí mật khi có địch phục kích là nhiều khề lắm. Màn đêm quá tối, tôi phải căng mắt, giọng tai lên mà nghe, và nhìn mũi cũng sẵn sàng khi có mùi lạ. Biết trách nhiệm của mình và cũng biết được sự nguy hiểm của thằng lính đi đầu. Nhưng mà làm sao được, lính trinh sát mà. Là anh B trưởng thì luôn phải chịu ăn đói vác nặng, thậm chí còn khổ hơn cả lính trơn. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi cũng không buồn vì đêm tối. Vậy cũng đã mấy lần trung đoàn trưởng Ính lên tận chỗ tôi thì thầm chỉ bảo, động viên, ông ấy trách nhiệm lớn còn to hơn cả mình, mà có khi cũng chẳng sung sướng gì. Quân đội thì đang đánh nhau chứ có phải thời bình đâu. Bao nhiêu sinh mạng người lính trao vào tay các ông ấy hết, biết đâu đấy, sau này mình cũng như vậy, cũng như ông ấy thì sao? Một thoáng tự sướng cho mình, một tí phởn phơ ở trong đầu tôi. Trong khi trước mắt là màn đêm dày đặc, căng thẳng đang rình rập xung quanh. Còn tôi thì đang phải nhích từng mét đất một. Tuổi thanh niên của ngày đó là thế. Rồi khi trời đã tảng sáng, cả đoàn mới tới mép một con suối cạn thì tạm dừng nghỉ ngơi sau một đêm vất vả và căn lại bản đồ với thực địa. Cả đoàn mới di chuyển được 3 cây số. Nhưng làm sao mà nhanh hơn được, vì đây đã là chiến trường rồi. Hầu như mọi việc chỉ có tôi và trung đoàn trưởng Ính là phải lo, nên tôi rất mệt. Nhưng lệnh được nghỉ một tiếng thì lại phải lo cảnh giới, cũng lại 21 là chính. Ba thằng tôi cứ như là chủ nhà hay vệ sĩ thì đúng hơn. Kể cũng bực, nhưng mà suy cho cùng cũng phải. Đến như trung đoàn trưởng còn vất vả thế kia mà. Như vậy, còn 2 cây số nữa mới tới mục tiêu thì trời đã sáng. Dễ đi hơn, nhưng cũng dễ bị địch phát hiện hơn, nên không thể đi nhanh. Tôi lom khom khi vạch lá, khi trườn, đã sắp đến nơi cần đến. Mong sao đừng gặp chuyện gì cả. Một dải rừng âm u, lặng lẽ, đầy bí hiểm. Tôi cũng không ngờ rằng lại có một ngày đôi chân của những người lính tình nguyện Việt Nam như mình phải lặn lội ở cái nơi sơn cùng tủy tận xa xôi này. Tự nhiên tôi thấy ngây ngấy ở trong người, mỏi và ớn ớn sống lưng. Chết, giờ mà bị sốt rét quật ngã ra đây thì thật là tai họa. Tới tầm trưa thì một cụm đồi nhỏ đã hiện ra trước mắt. À, nó đây rồi. Tôi ra hiệu cho cả đoàn dừng lại. Lập tức thủ trưởng Ính cho triển khai đội hình. Còn tôi và anh Hoan, thằng Hải bò lên một mỏm quả đồi nhỏ nhưng rất kín đáo. Chỗ này làm một cây đài rất tốt. Nhấc ống nhòm quan sát phía đồi trước mặt. Dưới những tán cây xanh là những mái nhà lợp tôn sáng lóa dưới ánh nắng buổi trưa. Cái cụm căn cứ son san của tụi nó kia rồi. Ước chừng cũng phải 300-400 mét. Tôi xuống báo cáo và dẫn thủ trưởng Ính cùng tham mưu tác chiến lên quan sát thực địa. Vậy là chúng tôi đã gần như hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thở phào, ngồi bệt xuống, tự thưởng cho mình một sự sung sướng bằng cách duỗi mình trên đám cỏ rừng, ngửa mặt nhìn trời đất bên cạnh thằng lính thông tin. Nhưng trời thì có thấy đâu, chỉ thấy kín mít trên đầu những tán cây dày rộng. Sau khi quan sát thực địa và lùi xuống lòng một khe cạn, trung đoàn trưởng Ính hội ý chớp nhoáng và ra lệnh cho rút khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt. Đội hình được đảo ngược, hậu quân thành tiền quân. Trinh sát của sư đoàn trở thành đi đầu dẫn đường và 3 trinh sát trung đoàn lại thành tốt chặn hậu. Lần này, tôi không còn phải lo xây đường nữa, đỡ mệt và nguy hiểm hơn. Nhưng mà chuyến đi chuẩn bị chiến trường này khá đông, nên cánh đi đầu mà không tinh mắt tính tai thì cũng rất nguy hiểm, vì ban ngày đông người rất dễ lộ. Tôi là thằng đi đầu chuẩn bị chiến trường của 209.
Khi đến thì đi đầu, mà đến lúc trở về thì lại thành người hậu vệ. Cuối cùng, thằng Hải thì luôn bám lấy tôi. Nó đi trên tôi mấy bước, rồi đến anh Hoan và đoàn cán bộ. Đến tầm 12 giờ trưa, do đã thành thói quen nghề nghiệp, dù là khi quay về, mặc dù tình hình có vẻ thuận lợi hơn, nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở anh Hoan và Hải phải chú ý cả hai bên và đằng sau không được chủ quan. 30 chưa phải là Tết đâu, kinh nghiệm xương máu đấy. Đoàn người vẫn lặng lẽ bám nhau, luôn lọi ở trong rừng giữa tiếng lá khô xào xạc. Mặc dù đi sau cùng, nhưng tự nhiên tôi khựng lại khi thấy phía ngoài mấy cái lều lợp bằng lá rừng đã cũ, rách nát ở bên tay trái. Hướng đi của đoàn rất gần. Có thể đây là những cái lều cũ của bọn lính Pốt, nhưng mà nó đã bỏ đi. Tôi phát hiện trong những bụi rậm thấy động đậy và nhấp nhô mấy cái đầu, mặc dù nó đang cố tình cúi xuống. Liền đó, xuống dưới một nòng đại liên đang xoay về chỗ tôi. Bỏ mẹ rồi, mấy ông đi đầu chủ quan không kịp gọi thằng Hải đi trước. Tôi đẩy nó ngã dúi xuống và theo một phản xạ, tôi cũng ngã bổ nhảy theo. Thì cùng cùng, một tràng đại liêng rít lên, xé gió, bay qua chỗ tôi và thằng Hải. Bọn lính Pốt đã cắt đội hình chúng tôi ra làm hai phần. Tôi sau khi ngã, đẩy thằng Hải đã nhanh chóng lăn xuống một cái khe cạn. Và cũng ngay lập tức, một tràng AK về phía bọn Pốt đang vừa bắn vừa hô hoán bằng tiếng Khmer để kìm chân chúng nó và cũng là để lấy lại tinh thần cho thằng Hải đang nằm chết dí dưới những tràng đạn. Những người đi phía trước chạy toán loạn, mạnh ai nấy chạy, không có phản ứng gì, như là triển khai bắn trả để kiềm chế cho toán trinh sát trung đoàn bị kẹt lại, cứ co giò chạy cho xa nơi bị phục kích. Mãi sau mới có tiếng bắn trả lại, chắc là của mấy tay trinh sát sư đoàn hay là vệ binh, rồi im bặt. Ôi trời, mà cũng phải thế thôi. Ngoại trừ ba thằng trinh sát của sư đoàn, một thằng thông tin, cứ cho là có hai thằng vệ binh nữa đi làm mà mang AK, còn lại toàn là hàng kiểng K54 thì triển khai chiến đấu làm sao được, khi mà bọn nó cũng còn phải theo sát trung đoàn trưởng Ính. Bọn tôi vẫn nổ súng loạn xạ kèm theo tiếng chô chô như chó gào. Nghe chừng chúng nó có ý muốn bắt sống bọn tôi thì phải. Tiếng la ó vang cả cánh rừng. Tôi cứ chỗ nào gào to thì nhắm vào đó hai ba phát AK, rồi nhanh chân chuyển qua chỗ khác. Hải ta lóng ngóng mãi mới nổ được mấy phát, rồi chúi đầu vào một chỗ. Này, từ giờ anh chạy đâu, mày chạy đó nhá, kẻo bị lạc. Khi nào bắn lại nó thì phải di chuyển ngay, không là ăn đạn đấy. Cứ bình tĩnh. Tôi đã phải chuyển gam với nó. Hải lúc này đang như gà lạc mẹ, quát tháo, chỉ tổ nó cuống thêm. Quay lại đằng sau, thấy Hàn, cán bộ đại đội tiểu đoàn 9, đang thập thò sau gốc cây với khẩu K54. Mẹ, trông thấy cảnh tượng đó trong lúc đang bằng bằng chiếu chiếu, lẫn tiếng hét chô chô như chó dại của bọn Pốt. Tôi chỉ muốn đạp cho một nhát rồi vứt mẹ khẩu K54 đi. Đi đánh nhau mà vác đồ chơi trẻ con, có chết không? Giá nó là cán bộ tiểu đoàn hay trên trung đoàn thì còn được, chứ nó ở dưới bộ binh mà là cán bộ đại đội. Nó còn lạ gì cái loại súng làm cảnh đó. Đánh nhau với Pốt, nó cũng như mình. Trước hết phải đột ngay cái thằng mang súng ngắn và mang máy thông tin đã. Nhận thấy mình bất lợi, phải rút lui khỏi nơi này, không thì hết đường về. Tôi hỏi thằng Hải, anh Hoàn đâu? Hải nói, em thấy anh ấy chạy theo phía trước thôi. Thế là nguy hiểm rồi. Tôi vội vàng, mày bắn mấy phát rồi chạy về phía trước, tao chạy phía sau bắn. Tôi giục nó. Păng păng. Tưởng rằng chỉ hai ba viên thôi, ai ngờ nó cứ giữ cò đạn xả ra ầm ầm. Tôi phải ấn đầu súng của nó xuống và phất tay về phía sau cho nó chạy. Sau đó chuyển sang chỗ khác, bắn vài phát rồi nhanh chân chạy qua chỗ thằng Hàn, kêu nó cùng chạy. Chúi đầu qua cành lá đầy gai góc dây rừng chằng chịt, ba anh em chạy xô về phía sau chừng 20-30 mét. Tôi kêu dừng lại và tôi nói chạy nhanh nữa là sang Thái Lan đấy. Bây giờ cắt sang vài đường bị phục kích vừa rồi, chừng 200-300 mét, rồi cắt ngược lại song song với đường về khi nãy, quay lại đường cũ là chết. Tôi bắt chúng nó đi luôn. Vừa đi trước cắt đường, tôi vừa trao đổi với thằng Hoàng. Hải thì không nói làm gì vì nó là lính của tôi. Còn ông, tôi quay sang Hà nói,
Về cấp chức, ông cao hơn tôi. Nhưng từ bây giờ, tất cả mọi việc có lẽ ông nên nghe theo tôi. Vì ông chắc chắn kinh nghiệm đi rừng trong những tình huống thế này không thạo bằng tôi được. Hàn nhất trí ngay. Tôi tiếp tục. Bây giờ ba anh em mình phải bó bện lấy nhau, cùng sống. Tôi định nói thêm cái câu mà thế gian thường hay nói, nhưng mà tôi đã nhanh chóng hãm lại vì sợ nó xui xẻo và mất hứng trong lúc này. Bây giờ, cụ thể thế này. Ông Hàn đưa khẩu K54 cho thằng Hải, còn ông cầm khẩu AK của nó. Tôi sẽ đi trinh sát để cắt đường. Ông đi sau cùng, cho thằng Hải đi giữa. Nếu xảy ra đánh nhau thì chủ yếu là ông với tôi thôi. Còn đi thì cách nhau 2-3 mét thôi. Nhưng nhớ bám sát nhau, nhất là Hải nhá. Rừng rậm thế này, sảnh ra là lạc đấy.